Cậu thiếu niên trẻ tuổi với gương mặt chán trường vì mấy con rết con bò liên tục trên mặt này chính là nhân vật chính của chúng ta, Ngụy Tiểu Long. Tiểu Long thật ra không phải là người của nơi này, mà cậu ta là một chim mờ vô cùng nổi tiếng ở trên trái đất, với hào quang của một chim mờ triệu người theo dõi. Cậu ta là một chim mờ chuyên về sinh vật mãnh liệt, chủ đề chính là các loài côn trùng và động vật có độc. Nếu không có gì bất ngờ thì Tiểu Long hoàn toàn có thể có cuộc sống giàu sang sung sướng, ăn chơi phè phỡn, nhưng thật sự thì vấn đề nó đã xảy ra. Vấn đề ở đây là đó là một buổi phát sóng trực tiếp được tổ chức để kỷ niệm đạt được một triệu người theo dõi. Trong buổi trò chuyện này, mọi người bắt đầu chuyển hướng câu chuyện đến 10 loài rắn độc nguy hiểm nhất thế giới, trong số đó thì phải kể đến Black Mamba. Con này nổi tiếng là loài nguy hiểm nhất vì bản tính hung hãn của nó, nhưng việc đến tận châu Phi để tìm kiếm Black Mamba đúng là vô cùng ngớ ngẩn. Vậy nên để chiều lòng khán giả thì Tiểu Long phải chuyển hướng sang việc tìm kiếm ở trên mạng. Thế nhưng sau một hồi thì ông thần cũng chỉ biết lắc đầu, hầy, chẳng có gì cả, thật là không có. Black Mamba đâu phải là mèo hoang ở đầu đường xó chợ đầu cơ chứ. Để tôi nghỉ một lát rồi sẽ đi tìm tiếp, vừa nói, Tiểu Long cũng từ từ đứng dậy. Mà nhóm người có vẻ dường như cũng cảm thông cho cậu ta, cậu cứ nghỉ ngơi đi, bọn tôi sẽ ở đây chơi đợi thật luôn. Ha ha, mau đi tìm tiếp đi chứ, không để ý đến mấy cái bình luận của bọn họ. Tiểu Long cũng mệt mỏi đi về phía tủ lạnh để kiếm cái gì đó nhét vào bụng, mệt chết đi được, sao mãi không thấy nó xuất hiện nhỉ. Cậu ta than vãn một tiếng mà không biết được rằng, cùng lúc này, ở phía trên nóc của tủ lạnh cũng đang có một con rắn độc ẩn mình bên trong đó và ngay vào khoảnh khắc tiểu long đặt tay lên trên nóc tủ lạnh thôi cậu ấy đã bị cắn trong chớp mắt kết quả là chỉ với một đợt này tiểu long đã đi đời ngay lập tức và đến khi tỉnh lại cậu ấy đã phát hiện ra mình được chuyển sinh đến một thế giới khác giờ đây sâu trong rừng rậm tiểu long bắt đầu nuôi côn trùng có nọc độc chim mờ nổi danh này đã thu hút sự chú ý của tứ xuyên đường ra nổi tiếng với tài nghệ chế tạo chất độc những người muốn cậu ấy tham gia vào hàng ngũ của bọn họ Câu chuyên bắt đầu với một đêm mưa gió bão bùng. Tại một khu quần thể kiến trúc của đại hoang tàn nào đó, ở phía bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn, trang chủ có ở đây không? Ta xin mạn phép quấy giày một chút, nghe được giọng nói này, nhân vật chính của chúng ta Tiểu Long cũng lạch bạch chạy ra bên ngoài. Mà người vừa mới đến cũng chính là một nhóm người nào đó do một ông chú điển trai dẫn đầu, nhìn thấy Tiểu Long xuất hiện. Ông ấy cũng có hơi kinh ngạc, ở một nơi hoang tàn như đạo quán này mà lại có người sao, nghĩ rồi mặc dù có chút kinh ngạc nhưng ông ấy cũng lên tiếng nói thiếu hiệp có thể cho chúng ta tá túc một đêm để tránh mưa có được không ở phía đối diện nam chính nghĩ vậy thì có hơi trầm mặc một chút cậu ấy tự hỏi không biết những người này rốt cuộc là ai đây dù mình tuổi còn trẻ nhưng bọn họ vẫn chắp tay kính cẩn cùng với lời lẽ trang trọng chẳng lẽ họ nghĩ mình là một tiểu đạo sĩ trông coi một đạo quán hoang phí như thế này sao có vẻ như bọn họ không phải là người xấu nghĩ đến đây tiểu long cũng hạ cảnh giác xuống mà chắp tay đáp lại Ta cũng chỉ là người đến trú tại đạo quán hoang phế này từ vài năm trước mà thôi. Các vị có thể nghĩ lại ở bất kỳ nơi nào mong muốn. Nói đến đây, Tiểu Long cũng ngừng lại một nhịp, liếc mắt về phía ngôi nhà ở phía sau lưng mình và dặn dò lại đám người. Tuy nhiên, gian điện đó là nơi ta đang sử dụng nên xin chớ làm phiền. Mong các vị hãy chọn chỗ khác để nghỉ ngơi. Đáp lại lời nói này của cậu ta, ông chú dẫn đầu cũng gật đầu cảm ơn. Đa tạ, thiếu hiệp trong trẻ tuổi mà thật là lễ phép. Ta sẽ làm như vậy. Nói rồi. Ông ấy cũng quay sang dặn dò những người đi cùng với mình, "Mọi người nghe rồi chứ? Mau di chuyển đi, không được lại gần gian điện của thiếu hiệp, hãy tìm chỗ khác để trú mưa. Đã hiểu rõ chưa?" "Vâng, thưa gia chủ." Nhóm người đồng thanh hô lên. Cứ như vậy, bọn họ liền ba chân bốn cẳng chia nhau tìm chỗ trú. Mà nhìn theo bóng dáng của bọn họ, Tiểu Long cũng để ý đến huy hiệu có chữ đường trên ngực áo của nhóm người và suy nghĩ, "Vậy ra tất cả bọn họ đều là người của cùng một gia tộc sao? Mình cũng có chút tò mò không biết bọn họ là hạng người gì." nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn đã đến giờ cho bọn trẻ ăn tối rồi nghĩ rồi cậu ấy lại hơi cúi người chào ông chú và nhanh chân quay trở lại với căn phòng của mình nhìn vào mấy cái chai gốm xứ được đặt ở phía trước gương mặt của tiểu long liền nở ra một nụ cười giống như muốn tan chảy he hơ ôi tình yêu của ta đến giờ ăn rồi đây he he vừa nói cậu ta vừa vui vẻ mở ra một chiếc lọ để lộ ra ở bên trong chính là mấy con côn trùng nhỏ nhìn trông khá là giống dế Thấy đám châu chấu này đang nháo nhau cả lên vì thấy người khổng lồ, Tiểu Long cũng rưng rưng nước mắt, suýt chút nữa thì chết rồi. Mọi người đói rồi phải không? Nói rồi, cậu ta lại quay sang mở nắp của một cái lọ khác, và bên trong cái lọ này chính là một con nhện siêu béo mập, nó là hắc địa hổ. Loài nhện tarantula sinh sống ở Hải Nam, Trung Quốc, đây là một loại nhện có thể phát triển đến 20 cm với màu sắc đặc trưng gợi nhớ đến hắc hổ. Nhìn vào con nhện này, Tiểu Long cũng vui vẻ dùng đũa, kẹp lấy một con dế mà bón cho nó. Tiểu hắc à, ăn nhiều vào nhé. Nếu không có các ngươi, không biết Kaka ca ca sẽ ra sao nữa. ở bên này, Tiểu Hắc thấy có đồ ăn được rót đến mồm thì nó cũng hung hăng kẹp chặt lấy con dế mà nhanh ngấu nghiến giống như nhịn đói ba năm. mà cái phản ứng này của nó cũng khiến cho Tiểu Long hưng phấn đến mức đỏ cả mặt. ừ, phản ứng tốt lắm. ngay đầu chị bé bằng móng tay, vậy mà bây giờ đã lột xác hai lần và lớn đến thế này rồi. Kaka ca ca thật sự là vui quá đi. cứ như vậy, sau khi cho Tiểu Hắc ăn xong, Tiểu Long này đưa mắt ra quan sát về một hướng khác nó đã ăn no rồi, vậy thì tiếp theo chính là. Vừa nghĩ, cậu ấy vừa tiến về chiếc tủ được đặt ở bên cạnh, khẽ kéo một ngăn kéo bên trong cái tủ ra. Tiểu Long liền thấy ở bên trong chính là một con tắc kè màu cam vàng trắng, nó là thần lằn động bá vương lĩnh, hay còn gọi là tắc kè hoa, đây cũng là một loại bản địa ở nơi này. Đặc trưng của loài này là các sọc vằn trên thân và đuôi, kiếp trước muốn tìm mua các ngươi khó khăn lắm vì chẳng có nguồn đề nhập, vậy mà ở đây chỉ cần ra ngoài là gặp các ngươi chạy nhảy khắp nơi ca thật sự sống vì niềm vui được ngắm nhìn các ngươi đấy." Vừa nói, Tiểu Long vừa vui vẻ tóm lấy một con dế mà mớm cho con thần lằn này ăn. Và để đáp lại chăm sóc này của cậu ta, con thần lằn không những sơi con dế mà nó còn đập luôn cả ngón tay của Tiểu Long vào trong miệng mình, khiến cho cậu ta đau đến mức chảy cả nước mắt, liên tục vung về ngón tay của mình để hất văng tên tiểu quỷ này ra ngoài, và phải mất một chút thời gian thì Tiểu Long mới kéo được ngón tay của mình ra khỏi miệng tên phản chủ này. Cùng lúc, ở phía bên ngoài cửa, không biết ông chú có việc gì mà lại đến gặp cậu ta, thiếu hiệp có ở bên trong không? Ông ấy nhẹ nhàng hỏi làm cho Tiểu Long có chút giật mình. Vội vàng cất đi con tắc kè rồi chạy tới mở cửa, có chuyện gì vậy? Cậu ấy hỏi, mà đường gia chủ đến gặp cậu ta thật ra cũng chẳng có việc gì quan trọng cả. Chúng ta thật cảm kích vì đã được cho chú mưa, không biết thiếu hiệp có muốn cùng dùng bữa với bọn ta không? Chúng ta vừa mới săn được một con này. Quay lại với Tiểu Long, nghe đến từ này thôi là cậu ta đã mừng tới mức rơi cả nước mắt, xin lỗi ta xin lỗi suốt thời gian qua chỉ toàn ăn rắn với thần làn thôi. Nghĩ rồi, ông thần cũng hào hứng nói, nếu được chia cho tôi sẽ rất cảm kích mà dùng bữa. Ha ha, vậy thì cùng đi nào, ông chú cười nói, chuyển cảnh tới một khoảng sân rộng trong đạo quán. Lúc này, sau khi mưa đã tạnh, nhóm người cũng đang tiến hành quay thịt. Mà người được mùi thịt nướng thơm ngon bốc ra từ trên người con nai này, nước miếng của tiểu long đã không kìm nén được mà cứ liên tục chảy ra một cách mất kiểm soát. Ở bên cạnh, đường gia chủ thấy bộ dáng ngẩn người này của cậu ta thì cũng phì cười nói, thì chắc cần thêm chút thời gian nữa mới chín Trong lúc chờ, ta có thể hỏi vài điều được chứ Nghe được lời này, Tiểu Long mới giật mình nhận ra mình đã thất thố đến mức nào Ôi trời, mình mãi nhìn mà quên cả hồn vía mất rồi Cậu ấy tự trách móc bản thân một tiếng và vội vàng đáp Vâng thưa tiền bối, xin mời ngài cứ hỏi Cậu sống một mình trong núi ở Hải Nam này sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đáp lại câu hỏi Tiểu Long có trầm ngâm một chút Xem nào, chắc tầm khoảng 14-15 tuổi hạ Câu trả lời có phần khái quát của cậu ta khiến cho ông chú có hơi kinh ngạc mà hỏi lại, "Chắc là khoảng đó?" Nghe vậy, Tiểu Long cũng giải thích cụ thể hơn. "Từ sau lần bị chấn thương đầu hồi còn nhỏ, tôi không còn nhớ rõ những ký ức trước đó." Nói ra lời này, thật ra Tiểu Long cũng là đang bốc phét, cứ phải kiếm lời lấp liếm vậy thôi, Tiểu Long nói thầm ở trong lòng. Trong khi đó, Đường gia chú cũng không nghĩ cậu ta đang nói dối nên liền cảm thán một câu, "Ôi, thật là một chuyện bất hạnh, vậy cậu đã sống một mình ở đây suốt khoảng thời gian qua sao?" "Vâng." Vì chẳng có tài cán gì nên tôi sống ở đây bắt rắn lột ra rồi mang bán để kiếm sống, Tiểu Long ngượng ngùng nói, khiến cho đường gia chủ càng thương cảm cho cậu ta hơn. "Ôi, sao thiếu hiệp nhỏ tuổi mà lại mạo hiểm đi bắt rắn sao?" Ở bên này, Tiểu Long cũng xua tay đáp, "À không, tôi quen rồi nên cũng không sao đâu ạ." À. Cùng lúc, một ông già cũng đi về phía cả hai người bọn họ và nói, "Ta đã mang phần chín của ta đến trước rồi, cầm lấy cái này trước đi." Thấy thiếu hiệp có vẻ rất đói nên ta mới nói vậy. Nghe được lời này, hai mắt của tiểu long đã tỏa ra ánh sáng lấp lánh mà vội vàng nhận lấy phần thịt vâng thưa tiền bối đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn thịt nói xong giống như không thể chờ được được nữa thì ông thần cũng há mồm đớp thẳng vào miếng thịt mà nhai ngấu nghiến ở trong miệng vừa nhai cậu ta cũng vừa bày ra một gương mặt vô cùng thỏa mãn ôi đây đúng là hạnh phúc mà nghĩ xong ông tướng lại đớp lia lịa không ngừng một chút nào làm cho cả hai người ở bên cạnh phá lên cười ha ha thiếu hiệp trẻ tuổi ăn rất ngon lành nói đến đây Giống như nghĩ tới điều gì thì đường gia chủ đột nhiên nói ra mục đích của mình. Thiếu hiệp vừa ăn vừa nghe ta nói nhé, chúng ta thật ra đang tìm một thứ. Cậu có thấy thứ gì đó kỳ lạ xung quanh đây không? Nghe ông ấy nói như vậy, nam chính mới tạm thời ngừng nhai một chút rồi quay sang hỏi. Ý ngài là thứ kỳ lạ là sao cơ? Nghe được câu hỏi, ông chú cũng có chút lúng túng, không biết nên giải thích thế nào cho hợp. À ừ, không biết có nên nói điều này hay không nữa. Ở bên cạnh, ông già tóc bạc thấy được về mặt này của gia chủ thì cũng cười nói. Gia chủ, thiếu hiệp trẻ tuổi này đã ban cho ta một ân huệ nhỏ có thể nói cho cậu ấy biết được không chẳng may không biết mà gặp họa thì nguy hiểm với lại cậu ta sống một mình chắc cũng sẽ không kể cho ai đâu nghe được lời này đường gia chủ cũng thở dài một hơi quả thật lời phụ thân nói rất là đúng thật ra chúng ta chúng ta đang tìm một con ngô công có đốm xanh ở trên thân ngô công có đốm xanh sao tiểu long kinh hô một tiếng đúng vậy người ta gọi nó là thanh ba ngô công kích thước của nó khá lớn nên có lẽ cậu đã từng thấy qua rồi có kích thước lớn nữa à nếu lớn thì lớn cỡ nào tiểu long thích thú nói xem nào nếu đã là con trưởng thành thì có lẽ đủ để nuốt trưởng thiếu hiệp một cách dễ dàng đường gia chủ suy tư nói còn nam chính của chúng ta nghe được lời này thì mặt mũi cũng tái mét như người sắp chết cứ tưởng là mình chỉ trở về mấy trăm năm trước thôi chứ ai mà ngờ được lại có con rết to như vậy tồn tại vậy từ đầu đây vốn là một thế giới khác rồi sao càng nghĩ da đầu của nam chính càng đổ mồ hôi không ngừng mà gương mặt này của cậu ta cũng không làm cho ông chú quá ngạc nhiên thiếu hiệp trẻ tuổi này có vẻ đã khiếp sợ rồi. Ở bên này, đường lão ra cũng vuốt dâu trấn an, đừng lo lắng. Vì bọn ta đến đây để bắt nó mà, thấy bọn họ nói như vậy, Tiểu Long cũng bình tĩnh lại rồi hỏi, Ồ, các vị định bắt về để nuôi sao, nuôi hà? Cả hai kinh ngạc nói, nhưng sau đó, bọn họ liền phá lên cười trước câu hỏi này của Tiểu Long, ha ha, nuôi thanh bà ngô công ư ừ. nghe thú vị đấy chứ, thiếu hiệp trẻ tuổi này thật là thú vị. Tiếp đó, đường lão già cũng giải thích rõ hơn, làm sao có thể nuôi thứ đó được chứ bọn ta định dùng nó để luyện thuốc quay lại với tiểu long nghe được lời này sắc mặt của ông tướng liền thay đổi ngay tức khắc tưởng là đối tác làm ăn hóa ra lại là kẻ buôn thuốc sao cậu ấy thầm than một tiếng ở trong lòng và hỏi lại ngài có thật muốn làm điều đó không ở bên này sắc mặt của đường lão gia cũng trở nên nghiêm túc có thể là vậy mà cháu gái của ta hiện đang nằm liệt giường vì bệnh nặng chỉ có nội đan của ngô công mới có thể cứu được cháu gái của ta nên ta đang cố gắng tìm kiếm nó ồ nếu là cháu gái của ngài thì tiểu long lên tiếng mà không cần cậu ấy nói hết câu thì đường gia trụ bên này đã gật đầu đúng vậy đó chính là con gái của ta nghe bọn họ nói ra câu chuyện của mình tiểu long cũng có chút cảm thông đứa bé đang thập tử nhất sinh nên họ muốn thử mọi cách dù rết không phải là thuốc nhưng tấm lòng cha mẹ thì không thể khác được tội nghiệp con rết thần trùng nhưng vì đã được mời ăn thịt rồi vậy nên mình sẽ giúp nghĩ đến đây tiểu long cũng quyết định sẽ báo đáp lại bữa ăn này vì con ngô công đó thì Cậu đã từng thấy nó bao giờ chưa? Đường gia chủ vội vã hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi này là cái lắc đầu của nam chính. Không, tôi chưa từng gặp. Thấy vậy, gương mặt của ông chú cũng trở nên buồn bã nói. Ta hiểu rồi, thế nhưng không đợi cho ông ấy buồn bã được mấy hồi, thì Tiểu Long bên này cũng nói tiếp. Tuy mặc dù tôi không biết thanh ba ngô công là cái gì, nhưng tôi có thể đoán ra được nó đang ở đâu. Nói rồi, cậu ta cũng tự tin suy nghĩ ở trong lòng. A, à, F, A, B, E. Mặc dù đã chết sau khi bị rắn cắn, nhưng mình tự tin vào kiến thức về chất độc của mình hơn bất kỳ ai khác. Trong số khoảng 8,7 triệu loài sinh vật sống, khoảng 20.000 loài được biết là có độc. Mình ta cất giữ tất cả kiến thức của chúng trong đầu từng loại mộ. T và Z cũng không phải là một loài ngoại lệ, còn về chất độc, nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay của mình rồi. Tiếp đó, Tiểu Long cũng bắt đầu lục loại lại mở ký ức trong đầu mình. Và rất nhanh, cậu ta đã tìm được kết quả, tìm thấy nó rồi. Vậy là nếu là một con Z lớn, tôi nghĩ tôi biết nó ở đâu. Cậu ấy tự tin nói làm cho cả hai người ở phía trước mặt mình không kìm nén được kinh ngạc mà hỏi lại: "Gì cơ? Thần như vậy sao? Nếu đúng vậy thì nó có thể ở đâu chứ?" Đáp lại câu hỏi này, Tiểu Long cũng không vội vàng đưa ra phán đoán mà hỏi thêm thông tin từ họ: "Ừm, không biết các vị đã tìm kiếm khu vực nào và vào thời điểm nào chưa? Có thể cho tôi biết có được không?" Nghe được lời này, mặc dù cả hai có chút khó hiểu, nhưng Đường gia chủ cũng nhanh chóng kể ra những nơi mà mình đã tìm kiếm: "Bọn ta đã tìm ở phía bắc và phía đông quanh đây." chủ yếu là tìm kiếm vào ban ngày. Phía bắc thì bọn ta chủ yếu tìm kiếm dọc theo bờ sông, ra là vậy à, Tiểu Long gật gù nói đồng thời suy nghĩ. Quả nhiên có lý do khiến các vị không tìm thấy rồi, nghĩ xong, cậu ấy cũng lên tiếng nói tiếp. Vậy thì đương nhiên là không thể nào phát hiện ra nó, nghe đến đây, cả hai lại càng kinh ngạc hơn, gì cơ. Đương nhiên sao, cậu có thể cho ta biết lý do có được không, được chứ, Tiểu Long cười nói và bắt đầu thể hiện kiến thức của mình, về loài dết. Loài dết thuộc lớp chân khớp, phân lớp đa chân, Bộ rết chúng có phạm vi hoạt động rộng và là động vật biến nhiệt, vì vậy cần một nơi ẩm nóng để duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Điều thú vị là không giống như hầu hết các loài côn trùng có lớp màng chống thấm, rết có lớp màng chống thấm yếu với các lỗ thở trên bề mặt vỏ, nên thật ra chúng không thích nơi có quá nhiều nước. Tuy cần môi trường có độ ẩm cao nhưng chúng lại không ưa khu vực có nhiều nước. Ngược lại, nếu không có độ ẩm chúng cũng không thể tồn tại lâu được. Đây là một điểm độc đáo của loài rết, vì vậy loài thanh ban ngô công với thân hình to lớn thì khả năng cao sẽ không trú ngụ ở rừng rậm hay ven sông ở phía đối diện. Đường lão ra nghe xong thì đã có chút rối não, không thể tin được. vậy ra nơi mà loài rết thích không phải là các khe gỗ mục sao? Nghe được lời này, biết ông già vẫn còn chút khó hiểu, vậy nên tiểu long cũng nói ra suy nghĩ của mình. một số loài rết nhỏ có thể được tìm thấy ở những nơi như vậy, chắc hẳn các vị nói là một con rết lớn đúng không? nếu nó có một cơ thể to lớn thì những cây đổ trong rừng hay đá ven sông sẽ không phải là chỗ phù hợp, vì ở đó chẳng có chỗ nào để ẩn náu cả. Nghe đến đây, cả hai người bọn họ mới giật mình nhận ra, có lẽ phương hướng tìm kiếm của nhóm người đã sai ngay từ đầu, thế rồi, cả hai cũng quay sang nhìn nhau mà gật đầu. Tiếp đó, ông chú cũng hứa hẹn với Tiểu Long, nếu ta tìm thấy nó ở chỗ mà cậu chỉ, nhất định bọn ta sẽ hậu tạ. Nghe được từ hậu tạ, Nam Chính cũng bất giác nở ra một nụ cười và chỉ thẳng về phía trước, hướng tây. Các vị nên thử tìm ở núi đá phía tây thì hơn, nói rồi, mặc dù không thể chắc chắn 100% nhưng Tiểu Long cũng có thể khẳng định được 8-90% rằng nó đang ở đó. Loài rết ban ngày thường nghỉ dưới những tảng đá đã được sưởi ấm và chị đi ra ngoài vào ban đêm, thời gian nhanh chóng trôi qua, chuyển cảnh tới mấy ngọn núi ở phía tây. Vì tình hình cấp bách sau khi nghe được lời chỉ dẫn của Tiểu Long, thì đường gia chủ đã nhanh chóng kéo theo những gia nhân của mình tới đây để tìm kiếm, và lúc này, cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi bọn họ đến phía tây để tìm kiếm rồi, lúc này, sau khi tìm kiếm một lúc vẫn không phát hiện được chút dấu vết nào một anh chàng trong nhóm liền chạy tới hỏi lại gia chủ có khi nào lời của thiếu hiệp đã sai rồi không thấy anh ta nói như vậy đường gia chủ cũng có chút thất vọng mà nhảy xuống bên dưới vậy sao hôm nay nghỉ tại đây thôi bắn hiệu tiến để gọi các đội tìm kiếm tập hợp lại đây vâng thưa gia chủ anh ta đáp lời tiếp đó một mũi hỏa tiễn cũng được anh chàng này bắn thẳng lên trên cao để gọi cả nhóm lại thế rồi trong lúc ngồi quây quần xung quanh đống lửa những người trong đội tìm kiếm cũng bàn tán với nhau ôi trời mệt chết mất thôi hy vọng lời của thiếu hiệp trẻ tuổi sẽ đúng ai đó mong mỏi nói mà lúc này một người trong nhóm cũng thắc mắc sao con rết chết tiệt này mãi chẳng thấy đâu nhỉ đáp lại lời nói một người ở bên cạnh cũng lên tiếng đúng là thế thật mà thiếu hiệp đó trông có vẻ khá là thông minh nghe được mấy lời nói này gương mặt của đường gia chủ cũng trở nên đau khổ đường ngân nhi con bé được xem là kỳ tài xuất chúng nhất trong lịch sử của đường môn chẳng lẽ ông trời đã thật sự từ bỏ chúng ta sao nói đến đây đột nhiên ai đó liền hét lớn thái thượng gia chủ đã trở về rồi nghe được lời này cả nhóm cũng vội vàng đúng dậy ngài đã về rồi sao quay lại với lão gia chủ ông ấy cũng quay sang hỏi con trai mình hôm nay cũng không tìm thấy gì à nghe vậy đường gia chủ cũng buồn bã nói vâng thưa phụ thân phụ thân cũng không tìm thấy gì sao được rồi ngân nhi chỉ cầm cự tối đa được 3 tháng nữa thôi không biết liệu có thể tìm thấy trong vòng 10 ngày tới không nữa nói xong cả hai người bọn họ nhiên trở nên trầm mặc tiếp đó không từ bỏ thì ông chú cũng đề nghị, phụ thân, ngày mai chúng ta thử tìm ở phía nam thì sao, vì vẫn chưa phát hiện được bất kỳ dấu vết nào, thôi được rồi. Lão gia chủ thở dài một hơi và quyết định sẽ đi đến nơi khác tìm kiếm chứ không chịu chết dí ở mấy ngọn núi phía tây này nữa. Thế nhưng, đột nhiên lúc này, một tia sáng liền lóe lên trong đầu của đường lão già, khoan đã, không có gì ư, đúng rồi, thì ra là như vậy, sao ta lại không nhận ra điều đó chứ? Đúng rồi, chính là ở chỗ này ông già phá lên cười khiến cho ông chú cũng có chút mong đợi hình như ngài vừa mới phát hiện ra điều gì đó phải không phụ thân đáp lại lời câu hỏi này đường lão gia chủ cũng thẳng thắn nói không đúng như con nói ta không thấy chút dấu vết hay là cảm giác gì cả nhưng chính bởi vì không có gì cả chính vì vậy mà ta có cảm giác nó đang ở đây nói rồi ông ấy cũng quay sang hỏi toàn bộ mọi người ba ngày qua các người đã phát hiện được dấu vết gì ở ngọn núi đá này chưa không ạ à, chúng ta không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào cho dù là phân của dã thú dấu hiệu lãnh thổ cũng không phát hiện ra dấu vết nào hết ông chú lắc đầu nói và rồi ngay sau đó hai mắt của ông chú cũng bắt đầu chừng lớn khi nhận ra vấn đề chẳng lẽ là nhìn vào vẻ mặt này của ông chú đường lão gia cũng phấn khởi nói đúng vậy làm sao có chuyện trên ngọn núi đá rộng lớn này lại không có một dấu vết nào của động vật cơ chứ vậy ra đây là lãnh thổ của nó đường gia trụ nhíu mày nói và đường lão gia cũng khẳng định đúng vậy nên tất cả những con thú xung quanh đều đã bỏ chạy rồi hoặc là cũng đã trở thành mồi cho con ngô công nói đến đây đường lão gia cũng tiến lên một bước vỗ vai cậu con trai của mình chắc chắn thành ban ngô công đang ở đây giờ thì có thể cứu được ngân nhi rồi nghe được lời này đường gia chủ cũng nắm chặt bàn tay lại vì phấn khích cuối cùng cũng lời nói vừa mới dứt giống như để chứng minh cho lời khẳng định của đường lão gia tử thì ngay sau đó mặt đất xung quanh bọn họ bỗng nhiên chấn động không ngừng khiến cho nhóm gia nhân xung quanh có hơi hoảng loạn khoan đã cái gì đây ý cái này rốt cuộc là Thời gian trôi qua, chấn động ngày càng trở nên mạnh hơn, rồi sau đó, ở bên một mỏm đá sau lưng đám người đột nhiên nổ tung. Tiếp đó, từ bên trong mỏm đá này, một cái chân khổng lồ liền thò ra đánh thẳng xuống bên dưới, kia, cái kia. Đó chính là thanh ban ngô công, đường lão ra ngỡ ngàng nói khi nhìn vào con rết khổng lồ trước mặt mình, hai mắt của nó đỏ rực như đèn pha ô tô. Trong khi lớp vỏ ngoài cũng sáng bóng giống như kim loại, từng cái chân sắc nhọn giống như những lưỡi liềm có thể cắt đứt bất cứ thứ gì, ở một diễn biến khác. Tiểu Long hiện tại vẫn đang thành thơi nằm trên giường, loạn hết cả rồi, con rết nó to cỡ nào mà khiến mọi người hoảng hốt vậy chứ, bảo là đi tìm thôi vậy mà lại lật tung cả ngọn núi lên. Nhưng một con rết đủ lớn để nuốt chừng cả mình sao, thật sự mình tò mò quá đi mất, càng nói, người chơi hệ côn trùng càng cảm thấy phấn khích. Thời gian nhanh chóng trôi qua, quay trở lại với nhóm người của đường ra. Lúc này, con thanh ban ngô công với khí thế hung hăng ban nãy đã bị bọn họ đập cho tan xác thành nhiều mảnh, mà đám người cũng đã hoàn thành mục tiêu lấy được viên nội đan trong người nó, nhìn vào viên nội đan đang tỏa ra linh lực trước mặt mình. Đường lão gia tử cùng mọi người ra không kìm nén được xúc động, đây là nội đan của Thanh Ban Ngô Công, giờ đây có thể cứu được Ngân Nhi rồi. Quay lại với ông chú, đợi cho nhóm người xúc động xong, thì ông ấy cũng tiến lên nói, phụ thân, xin hãy dẫn những vị võ sĩ không bị thương xuất phát đến Tứ Xuyên trước. Hả, con nói vậy là có ý gì? Đường lão gia kinh ngạc hỏi lại. Mà ông chú nghe được câu này thì cũng đưa mắt hướng về phía nơi đạo quán mà nói, có ân thì phải trả. Có thù thì phải báo, oán thù khắc sâu vào máu, ân nghĩa khắc vào đá, chẳng phải vẫn còn việc cần phải làm ở nơi chốn này sao? Quay về phía lão gia tử, nghe xong, ông ấy cũng chỉ biết gãi đầu thất thố, "Ôi trời, suýt nữa tao đã phạm phải sai lầm lớn, vì chỉ mải nghĩ đến ngân nhi." "Phải rồi, chúng ta nên tiếp đãi vị thiếu hiệp trẻ tuổi ấy như một vị khách quý, nếu có điều gì đó mà bị thiếu hiệp mong muốn, chúng ta hãy đáp ứng nó." Ông ấy gật đầu nói, "Vâng, vậy hãy để các vị võ sĩ bị thương ở lại trong thôn An Dưỡng." trong thời gian ấy để con đến gặp vị thiếu hiệp trẻ tuổi có lẽ vì thiếu hiệp trẻ tuổi cũng nóng lòng muốn biết được tin tức của chúng ta quay lại với nhân vật chính lúc này gương mặt của cậu ta cũng giống như bị táo bón lâu năm không thể ị nổi khi mà lúc này trên đầu cậu ấy cũng có ba con rết con bò lửng mồm khiến cho ông thần không biết phải làm thế nào cho hợp mình nên làm gì với điều này đây chỉ sau một đêm mình đã trở thành phụ thân của thanh ban ngô công mất rồi càng nghĩ mặt mũi của ông tướng càng trở nên ngáo ngơ tiếp đó Tiểu Long lại bắt đầu tính nhẩm lại mọi chuyện. Hừng, hừng, về đến nhà, mình lau sạch quả trứng rồi đặt nó ngay bên gối. Sáng ra tỉnh dậy mình chợt thấy mấy bé yêu đã nở ra hết cả rồi. Mình cũng đã lường trước, nhưng không ngờ là bọn chúng lại nở nhanh đến như vậy đấy. Nghĩ đến đây, Tiểu Long cũng liếc nhìn một con rết con đang cọ má với mình mà gạt nó sang một bên. Này, mấy đứa này tránh ra một chút nào, cậu ấy lên tiếng nói, đồng thời cũng có một chút lo ngại ở trong lòng. Vấn đề ở đây là không biết có phải mấy tiểu tử này xem mình là mẫu thân của bọn chúng hay không nữa. Chúng cứ bám giết lấy mình chẳng chịu rời đi nửa bước. Vừa nghĩ, cậu ta vừa nhìn vào con rết đang cắn chặt lấy áo mình không chịu nhả ra. Mà mọi chuyện phải kể về từ đêm hôm trước. Chẳng hiểu người chơi hệ côn trùng nghĩ cái quái gì mà ông tướng đã âm thầm mò đến chú mấy ngọn núi phía tây để tìm kiếm con rết khổng lồ kia. Chắc là do cậu ta chán sống ở sâu bên trong hang động. Tiểu Long đột nhiên hét lớn một tiếng mà sút bay con bọ cánh cứng trước mặt. Trời ạ! Cái quái gì thế này, con bọ cánh cứng nào mà to bằng nắm đấm người như vậy chứ? Nói rồi, ông tướng cũng ngồi thở như bò trên mặt đất. Tuy nhiên, mọi thứ mà cậu ta làm đều xứng đáng, may quá. Dù sao thì ba quả trứng vẫn an toàn, may mà trời đã tạnh mưa, suýt chút nữa thì chẳng cứu được quả nào rồi. Không phải lúc để trần trừ nữa, phải mau chóng trở về lau sạch mấy quả trứng mới được. Nói rồi, Tiểu Long cũng thắt chặt cái túi này quanh hông của mình. Được rồi, các tiểu ngô công của ta, chờ một chút nhé ca sẽ tắm rửa sạch sẽ cho các ngươi ngay thôi quay lại với thực tại nghĩ đến điều này cậu ấy lại thở dài một hơi tiếc nuối dù chưa thấy được thanh ban ngô công còn sống nhưng cứu được những quả trứng này cũng đã là may mắn lắm rồi nói đến đây tiểu long này nhìn vào mấy tên nhóc con bám trên mặt mình mà phàn nàn mà này các ngươi không định rời khỏi ta sao dù biết rằng cho đến lần lột xác thứ hai các ngươi không cần ăn nên ta cũng không cần lo chuyện thức ăn nhưng cứ bám giết lấy mình thế này thì thật sự là khó xử quá vừa nghĩ Cậu ta vừa cố kéo mấy tên nhóc này ra khỏi người mình, thế nhưng bọn chúng còn tưởng là Tiểu Long đang vui đùa nên càng thích thú hơn. Thế rồi, ông thần liền nghĩ ra một phương án. À, nếu mình xuống nước có lẽ mấy đứa nhóc này sẽ tự động rời khỏi mình thôi. He he, vậy thì phải đi tắm một phen rồi. Vừa nghĩ, ông thần vừa nở ra một nụ cười vô cùng gian ác. Làm cho con rết nhỏ này cũng có chút lạnh sống lưng, lại nói về đường gia chủ. Lúc này, một cánh tay của ông ấy đã được băng bó do vết thương sau trận chiến với thanh ban ngô công mà hiện tại sau khi đã ổn định thương thế xong thì ông ấy cũng ngay lập tức đi tìm tiểu long thiếu hiệp có ở trong đó không thiếu hiệp ông chú lên tiếng gọi thế rồi không có ai đáp lời thì ông ấy cũng có chút lo lắng mà đẩy cửa đi vào thiếu hiệp tôi đi vào nhé nói rồi bước chân vào bên trong đường gia chủ cũng liếc mắt quan sát xung quanh một chút mà nói thảo dược các bình hũ và cả dược hạp nữa chẳng lẽ thiếu hiệp đầy tinh thông y thuật sao những thứ này là gì đây ông ấy tò mò nói Trước khi nhận ra sự tò mò của bản thân đang có phần hơi quá và tự nhắc nhở bản thân mình, không được, tự tiện bước vào phòng trống như vậy chẳng phải là thất lễ rồi sao? Mình sẽ quay lại sau vậy, nghĩ đến đây, đường gia chủ cũng xoay người rời đi. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, đột nhiên một vài âm thanh kỳ lạ vang lên làm cho bước chân của ông ấy cũng ngừng lại. Khoan đã, âm thanh này là, nghĩ xong, ông ấy cũng liếc mắt về nơi âm thanh phát ra, nơi đang có mấy cái bình được tiểu long đặt trực tiếp đó. Không nhịn được sự tò mò của mình, ông chú cũng tiến lại gần, mở nắp bình ra. Và lập tức, khuôn mặt của ông ấy liền thay đổi. Cái, cái này là chi chủ. Lúc này, trước mắt ông ấy chính là con nhện béo tiểu hắc. Mà nhìn thấy nó xuất hiện, đường gia chủ cũng hướng mắt về phía cái tủ gỗ và liên tưởng đến một suy đoán đáng sợ, không đời nào. Nói rồi, để kiểm tra lại suy đoán của mình, ông ấy cũng nhẹ nhàng kéo một ngăn kéo ra và phát hiện con thần lằn phản phúc đang nằm ở bên trong. Thạch tích sao? Đường gia chủ kinh ngạc hô lên một tiếng, tiếp đó. Sau khi kiểm tra lại những chai lọ vừa rồi, ông chú liền phát hiện trong mấy cái lọ chứa đủ loại côn trùng khác nhau, từ bọ một sừng cho đến cả mấy quả trứng côn trùng chưa nở. Thậm chí còn có da rắn được lột một cách kỹ càng. Càng nhìn, hai mắt của ông ấy càng trợn to lên, thật không thể tin nổi, chẳng lẽ thiếu hiệp đang nuôi dưỡng lũ độc vật và cho chúng sinh sản sao? Nhưng ngay cả đường ra nổi danh với tinh thông độc dược và độc vật cũng chỉ dừng lại ở việc quản lý và chiết xuất độc tố mà thôi, chứ đâu thể nào tìm ra cách lấy trứng để nhân giống chúng như thế này chỉ nhờ vào một cơ duyên nhỏ bé mà mình đã cứu được mạng của đứa con gái yêu quý của mình, thì ra cơ duyên thực sự lại chính là thiếu hiệp đây sao? Vừa nghĩ, ông ấy vừa cảm nhận được rằng hình như mình đã vô tình phát hiện ra một viên ngọc thô, mà cùng lúc này, Tiểu Long vừa mới trở về từ đâu đó, nhìn thấy đường gia chủ đang ở đây thì cũng kinh ngạc nói: "Ồ, lão tiền bối, làm thế nào mà cánh tay của ngài là như vậy? Ngài có bị thương ở đâu đó nữa không?" Đáp lại lời nói này, ông chú cũng vỗ vai Tiểu Long và nói: "Không có gì to tát cả." đúng hơn điều ta phải nói là câu nói còn chưa hết đột nhiên ông ấy liền cảm nhận được một luồng khí thức vô cùng nguy hiểm đây đây lại là cái gì vậy nói rồi ông ấy cũng vội vàng hướng mắt về phía lối ra nơi đang có một bóng đen với khí thế áp đảo xuất hiện mà theo ánh mắt của ông ấy thì một bên gương mặt của tên lạ mặt này cũng chẳng chịt những vết giống như sẹo bỏng và chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đã thấy được hắn ta ở phe phản diện rồi kế tiếp ông chú biết kẻ đến không thiện ông ấy liền vội vàng đẩy tiểu long về phía sau thiếu hiệp hãy ra khỏi đây đi ở phía đối diện tên lạ mặt sau khi bước vào sân nhỏ thì cũng không nói không rằng đã lập tức dồn lực vào hai chân mà lao thẳng về phía ông chú nhanh như tên bắn tiếp đó hắn ta cũng vận công vào lòng bàn tay mà và thẳng về phía trước thấy vậy đường gia chủ cũng vội vàng giơ tay lên để chống đỡ thế nhưng bởi vì vẫn còn thương tích trong người ngay khi va chạm lần đầu ông ấy đã ho ra một ít máu thấy vậy tên lạ mặt cũng được đà tấn công thêm lúc này chỉ thấy hắn ta trụng hai lòng bàn tay vào nhau mà bắn ra một nguồn nội công hướng thẳng về phía đường gia trụ, gây ra một vụ nổ không hề nhỏ. Mà đợi cho đến khi khói bụi tan đi, đường gia chủ cũng nhận ra rằng cho dù mình ở trạng thái toàn thịnh cũng khó lòng mà chiến thắng được tên này. Một cao thủ ngang tầm với phụ thân của mình, thiếu, thiếu hiệp chạy đi, ông ấy yếu ớt nói, thế rồi, ở một góc khác, không hiểu kiểu gì, tên lạ mặt cũng dùng một tay bóp chặt lấy cổ của tiểu long mà nâng cậu ấy lên trên cao, ha ha ta nghe nói bọn khốn đường ra đã vào Hải Nam nên ta đến xem thử, nhưng con trai của mạn độc thần quân lại bị thương và đang ở một mình như thế này, hắn ta sảng khoái nói. Trong khi đó, đường gia chủ cũng ho liên vài tiếng mà hỏi, khụ khụ, tiên bối là ai vậy? Tại sao lại ức hiếp vị thiếu hiệp trẻ tuổi đó và ta nữa? Nghe được lời này, tên phản diện vừa một tay bóp chặt cổ tiểu long, vừa tươi cười quay sang giới thiệu bản thân. Ha ha, ngươi sẽ biết điều gì đó nếu nhìn vào khuôn mặt này và nắm tay màu đỏ của ta, cha ngươi đã khiến ta trở thành như thế này huyết thủ la sát tạc vân tường chính là ta nghe được danh hiệu của hắn gương mặt của đường gia chủ cũng toát mồ hôi hột tạc vân tường mình nghe nói hắn ta đã bị trúng độc ở đầu và rơi xuống vách đá ven biển thế nhưng có vẻ như hắn đã sống sót nghĩ xong ông ấy cũng hét lớn một lần nữa thiếu hiệp đó không có liên quan gì đến chúng ta hãy thả cậu ấy ra vậy thì ta sẽ đổi mạng sống của mình với đứa trẻ đó ta không thích đấy người ta chạm vào ta dù chỉ một chút cũng sẽ phải chết tạc vân tường cười lớn một tiếng khiến cho gương mặt của đường gia chủ càng khó khăn hơn. Vậy ra tên ma đầu đó cuối cùng cũng đã, có vẻ như hắn không có ý định thả thiếu hiệp ra rồi, quay lại với Tiểu Long. Lúc này cậu ta đã bị tên Tạc Vân Tường bóp cổ đến mức sùi cả bọn mép, cứu ta, cậu ấy yếu ớt nói. Và giống như cảm nhận được lão cha của mình đang gặp nguy hiểm, thì ngay sau đó, ba tên nhóc giết con đã lập tức lao ra từ trong áo của cậu ấy. Tiếp đó, bằng một tốc độ nhanh thoan thoát, cả ba tên nhóc liền cắn vào người tên Tạc Vân Tường, khiến cho hắn bất ngờ không kịp phản ứng. Cái gì? Đây là ngu công sao? Nhưng dù sao đi nữa, Ngô công có vẻ như có thể gây nguy hiểm cho ta. Vừa nói, hắn ta vừa ném Tiểu Long sang một bên, đồng thời đưa tay ra giống như muốn kéo mấy con rết này xuống, thế nhưng, còn chưa kịp làm, bỗng nhiên hắn liền há mồm phun ra một ngụm máu lớn, trong khi đó, làn da của hắn ta cũng đã trở nên tím ngắt mà ngã gục xuống bên dưới. Cuối cùng, tên này còn chưa kịp thở ra thêm câu nào thì đã trực tiếp đi bán muối luôn rồi, mà bên này, Tiểu Long đương nhiên là người kinh ngạc nhất. Chúa ơi, hắn ta tiêu đời rồi phải không? Nghĩ rồi, cậu ấy cũng hoảng sợ đưa chân ra đá đá thử vào người tên Tạc Vân Tường và nói người này là người xấu có phải không? Quay về phía của đường gia chủ, thấy bản thân vốn đã rơi vào tình cảnh phải chết, đột nhiên thấy kẻ thù của mình lại đi bán muối nhanh hơn thì cũng trợn mắt há mồm. Thế rồi, sau đó ông ấy liền nở ra một nụ cười, vị thiếu hiệp này không phải là khách quý, mà cậu ấy phải trở thành một thành viên của đường gia. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vài ngày sau khi tên Thác Vân Dương ngã xuống, lúc này, đường gia chủ vẫn đang nằm chết dí trên giường bệnh bởi vì thương thế của bản thân mà đương nhiên nhân vật chính của chúng ta cũng lãnh luôn cái trách nhiệm chăm sóc cho ông chú này cảm ơn cậu thiếu hiệp ông ấy nhẹ nhàng nói khi nhìn thấy nam chính hay khăn ướt cho mình trong khi cậu ta cũng lo lắng nhìn vào ông ấy và nói không thể trần trừ thêm nữa nếu tiền bối cho tôi biết chỗ mà người của ngài đang ở tôi sẽ đi thử xem nói đến đây bỗng nhiên cậu ta lại lắc đầu à không được để tiền bối ở đây một mình thì cũng không ổn nhưng cũng không thể gọi đại phu đến đây được nhìn vào cái bộ dáng lo đông lo tây này của cậu ta. Gương mặt của đường gia chủ cũng hiện lên một chút ý cười, ta không sao đâu, đừng lo lắng, dưỡng thương vài ngày là sẽ ổn thôi, nghe được lời này của ông chú. Tiểu Long cũng nghĩ tới hình ảnh vài ngày trước ông ta cũng nói ra một câu y như vậy, nhưng ngay sau đó thì liền học máu suýt chết, thế mà bây giờ vẫn tự tin nói ra mấy lời này. Ông chú này đổ biết bao nhiêu máu rồi mà vẫn còn nói năng bình thản như vậy, cậu ấy than vãn một tiếng ở trong lòng và vội vàng khuyên bảo, xin đừng nói như vậy tình trạng của ngài hiện giờ rất nguy hiểm đáp lại lời nói này mặc dù chẳng biết đã khỏe thật hay chưa nhưng đường gia chủ cũng gắng gượng nói ổn cả rồi ta là người của võ lâm mà nghe ông ấy nói vậy tiểu long đầu tiên là có chút kinh ngạc sau đó thì đâm ra khó hiểu gì cơ võ lâm nhân sĩ sao ý của ngài là võ lâm những người biết bay nhảy và sử dụng trường pháp ấy à không phải là ai cũng có thể làm được như vậy nhưng cũng có thể coi nó là đúng ông chú vừa nói vừa nở ra một nụ cười gượng gạo mà nghe được lời này nam chính của chúng ta đã kinh ngạc hết mức tuyệt vời thật đấy đúng là thế giới ở đây có điều gì đó khác biệt so với trước kia nếu không sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu có một con rết to bằng cả một tòa nhà không biết được nhưng suy nghĩ này của cậu ta đường gia chủ cũng lên tiếng nói tiếp dù sao thì cũng nhờ thiếu hiệp mà ta mới giữ được mạng sống đúng là một đại ân cứu mạng dù có hơi thất lễ nhưng để ta chính thức chào hỏi ta là đường chiết sơn gia chủ của đường môn tứ xuyên à tôi là ngụy tiểu long tiểu long đáp lại tiểu long nghĩa là con rồng nhỏ tên nghe hay đấy ông chú gật gù khen ngợi trước khi ông ấy nghĩ tới những thắc mắc của mình mà quay sang hỏi hơn thế nữa ta có rất nhiều điều muốn hỏi không biết có được hay không à vâng xin ngài cứ hỏi đi tiểu long gật đầu đồng ý tiếp đó không do dự một chút nào thì ông chú chiết sơn cũng hào hứng nói sinh vật chứa độc mà cậu đang mang bên mình là ngô công có phải không nghe được lời này tiểu long cũng quay sang nghịch ngợm mấy tên nhóc trên người mình và gật đầu đồng ý vâng đúng là ngô công đó là ấu trùng của thanh ban ngô công Lời nói vừa mới dứt, ông chú bên này đã kinh ngạc đến mức bật phạt dậy khỏi giường cứ như là người chết sống lại. Cậu nói là đã thuần phục được ấu trùng của thanh ban ngô công sao, ở bên này. Tiểu Long sợ ông ta phát tác thương thế thì cũng vội vàng khuyên ngăn. Này tiền bối, xin hãy nằm xuống trước đi, không để ý đến lời nói của Tiểu Long. Chiếc sơn bên này đã giống như hóa rồ lên rồi. Hả, ở đâu vậy, làm sao mà thuần phục được chứ? Trong lúc chờ cậu ta đã thấy phải chăng những loài độc trùng trong này cũng đều là do cậu nuôi dưỡng. Quay lại với Nam Chính, Biết đường gia chủ đã phát hiện ra cái sở thích quái đản của mình thì ông thần cũng chỉ có thể nở ra một nụ cười ngớ ngẩn. À thì, tức là có vẻ câu chuyện sẽ hơi dài, ngài có muốn nghe không? Ừ, không sao đâu. Hãy nói đi, chiếc sơn vừa nói vừa ho lên vài tiếng vì bộ dáng có phần quá khích của mình khi trước. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ chứng của thanh ban ngô công. Chuyện là thế này, bla bla, cứ như vậy, tiểu long bắt đầu kể ra mọi thứ. Và sau khi nghe xong, hai mắt của ông chú cũng trợn tròn cả ra, khoan đã. Ý cậu là cậu đã tự mình nhận trứng và nuôi dưỡng nó sao? À vâng, đúng vậy, tôi có thể ước lượng được ngày trứng sẽ nở. Tiểu Long gật đầu, thế nhưng, nghe được lời nói này của Tiểu Long, ngay cả là gia chủ của Đường gia, một gia tộc chuyên về độc vật cũng không thể không cảm thấy khó tin, cậu nói có thể biết được ngày mà trứng sẽ nở sao? Làm sao có thể chứ? Càng nghĩ, hai chữ khó tin gần như đã viết hẳn lên trên mặt ông chú này rồi, hết cách, Tiểu Long đánh đứng dậy mà chứng minh cho ông ấy xem. Xin hãy đợi một chút, tiền bối nói rồi, cậu ta cũng mở ngăn kéo tủ ra, mà lấy từ bên trong hai con tắc kè với hai màu sắc khác nhau cho ông ấy xem. Đây, ngài có muốn xem thứ này không? Đây là con thần lằn thông thường ở bên trong hang động. Trên thân của nó có vằn màu vàng, còn đuôi có vằn màu trắng. Và đây nữa, những con có vằn trắng lớn ở đuôi được chọn ghép đôi, và kết quả chỉ ra hai màu đặc trưng này. ở phía đối diện, nhìn vào con thần lằn không hề có vằn ở trên người. khuôn mặt của Đường Chiết Sơn có ngây dại một chút rồi hỏi lại. Chẳng lẽ nào câu nói là đã tạo ra màu sắc như thế này sao? Đúng vậy. Có phải là rất đẹp không? Tiểu Long hưng phấn nói, mà không biết được rằng lời nói này của cậu ta cũng khiến cho đường gia chủ ở phía đối diện nuốt nuốt bọt ứng ực vì thèm thuồng. Tiếp đó, ông ấy cũng lên tiếng thăm dò, vậy chẳng lẽ nếu ghép đôi chỉ những con có độc tính mạnh thì có thể tạo ra loài có độc có mạnh hơn nữa sao? Nghe được câu hỏi có phần nguy hiểm, gương mặt Tiểu Long bỗng nhiên trở nên ngu si hơn một chút, ư thi về mặt lý thuyết là có thể đấy nếu biết độc của con nào mạnh hơn thì tất nhiên là có thể rồi điều đó thì khó không đợi cho cậu ta nói hết câu hai mắt của đường chiết sơn đã đỏ ngầu cả lên mà thét lớn cái gì vậy mà cũng có thể sao nói rồi đường gia chủ cũng quyết tâm không thể nào bỏ mặc một viên ngọc quý sống lây lắt ở đây được thế nên ông ấy liền vỗ vai tiểu long và đề nghị này cậu hãy gia nhập vào gia tộc của ta đi nếu cậu gia nhập đường môn của chúng ta mọi tuyệt kỹ võ công sẽ được truyền thụ mà không có chút tiếc nuối nào thảo dược quý hiếm Linh thảo và bất kỳ loài độc nào cậu muốn đều sẽ có trong tầm tay. Nếu là cậu, có lẽ cậu có thể bắt hoặc nuôi dưỡng một trong thập đại độc trùng của Trung Nguyên mà giang hồ truyền tụng. Nếu điều này vẫn chưa đủ để lay động lòng cậu, không phải là để khoe khoang nhưng một trong ba báu vật của Trung Nguyên là con gái của ta." Nói đến đây, giọng nói của ông chú cũng có chút xấu hổ khi mà đứa con gái bị bệnh còn chưa kịp chữa trị, thì ông ta đã lên kế hoạch dùng con gái để dụ dỗ Tiểu Long rồi, mà hình như nó có tác dụng thật. "Khoan đã, ngài vừa mới nói gì?" Tiểu Long gấp rút hỏi lại nhìn vào cái bộ dáng giống như không kịp chờ đợi này của cậu ta đường chiết sơn cũng phá lên cười đắc ý à ngươi còn trẻ nhưng cũng là nam nhân vậy nên con gái ta một trong ba báu vật của trung nguyên không được cho ông ấy nói hết tiểu long đã vội vàng ngăn lại không không phải là cái kiểu đưa ra điều kiện như vậy thập đại trùng độc của trung nguyên chúng cũng đáng gờm như thanh ban ngô công sao đúng vậy đương nhiên là như thế thanh ban ngô công cũng rất lợi hại nhưng nó vẫn là loài độc cấp thấp không thể nào so sánh với thập đại độc trùng của trung nguyên được từ con rết to như căn nhà cho đến con ếch vàng sáng lấp lánh như hoàng kim, dù cậu nghĩ gì, thực tế sẽ còn vượt xa hơn thế. Nói đến đây, dáng vẻ của Tiểu Long đã trở nên ngây ngốc ra luôn. Thấy vậy, ông chú cũng chỉ biết thở dài, đúng là chuyện lạ, xem ra có vẻ như ta đã thuyết phục thành công rồi. Ông ấy vừa nói vừa quay sang nhìn vào Tiểu Long, khi mà lúc này, gương mặt của cậu ta đang thể hiện ra rằng cậu ấy muốn đi tìm thập đại trùng độc ngay lập tức. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai ngày sau, những võ nhân của đường gia cũng đã đi đến đạo quán mà sau khi nghe đường chiết sơn kể về vụ chạm trán với tên thác vân dương đám người cũng không kìm nén được sự kinh ngạc của mình ngài nói rằng huyết thủ la sát thác vân dương đã xuất hiện sao người này hô lớn một tiếng ở phía đối diện nghĩ về cảnh tượng hôn nó đường chiết sơn vẫn còn chút sợ hãi mà gật đầu quả thật là suýt nữa thì gặp rắc rối lớn không ngờ hắn ẩn cư luyện võ công giờ đã đạt đến cảnh giới gần bằng với phụ thân rồi khoan đã nếu đã như vậy thì gia chủ đưa hắn đi đầu thai rồi sao phải chăng ngài cũng đã đạt đến cảnh giới vạn độc rồi sao? Người ở giữa vui vẻ nói. Mà nhóm người ở bên cạnh nghe xong cũng hào hứng quay sang nói với đường Chiết Sơn. Ồ, xin chúc mừng, xin chúc mừng gia chủ, nghe được lời này của mấy người. Đường Chiết Sơn cũng khẽ lắc đầu, không phải như vậy đâu. Người giết hắn không phải là ta mà chính là vị thiếu hiệp này đây. Nói rồi, ông ấy cũng liếc mắt quay sang nhìn nam chính một cái. Khi mà lúc này, khuôn mặt của cậu ta thì đúng như kiểu lần đầu ra mắt nhà bạn gái. Còn nhóm gia nhân cũng há hốc mồm mà quay sang nhìn cậu ta. Cái gì? Là thiếu hiệp này sao? Nói rồi, một người trong nhóm cũng vội vàng nắm chặt tay Tiểu Long mà cảm kích. Thiếu hiệp, xin cảm tạ thiếu hiệp vì đã cứu mạng gia chủ của chúng ta. Tứ xuyên đường ra, phải chăng có phải ngài là một cao nhân đắc đạo trẻ mãi không già? Hả? Cái gì trẻ mãi? Cái gì cơ? Nam chính ngây ngô hỏi lại. Và biết được nhóm gia nhân ra dưới chướng mình đang hiểu lầm thì đường chết sơn cũng cười nói. Thiếu hiệp, có vẻ như đang có một chút hiểu lầm cậu có thể cho bọn họ xem trực tiếp có được không nghe được lời này nam chính bình tĩnh hơn một chút và gõ gõ vào vạt áo của mình để ra hiệu các bé ra đây nào tiếp đó sau hành động của cậu ta mấy con rết nhỏ cũng bò trườn trong người cậu ấy và chui ra bên ngoài cho nhóm người xem thế rồi nhìn vào mấy con rết con này bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc hả đây chẳng phải là ngô công sao ở phía sau đường chiết sơn cũng giải thích cụ thể hơn đúng vậy là ấu trùng của thanh ban ngô công chính những con này đã hạ gục thác vân dương Lời nói vừa mới dứt, đã có một người hoảng sợ mà lùi về phía sau vài bước. Cái, cái gì, độc của chúng có an toàn không vậy? Cậu đã thuần phục được thanh ban ngô công sao? Một thiếu hiệp trẻ tuổi lại có tài năng lớn đến như vậy. Anh bạn đầu bổ đôi kinh hô nói, chính vì vậy, ta đã quyết định nhận thiếu hiệp trẻ tuổi này vào gia tộc của chúng ta. Thiếu hiệp nói rằng muốn suy nghĩ thêm một chút, đường chiếc sơn nói thêm, nghe vậy, anh bạn với mái tóc tém quá thái dương này cũng hào hứng khuyên bảo nam chính. Ồ, thiếu hiệp, đây thật sự là một cơ hội tốt đấy. Thấy thái độ của bọn họ nhiệt tình như vậy, Tiểu Long cũng toát mồ hôi đầy đầu. Cùng lúc, giống như cảm nhận được điều gì thì đường chết sơn cũng lên tiếng. Sau đó, có lẽ ta nên đứng dậy thôi, dường như không nên chậm trễ nữa. Ông chú vừa nói vừa nhìn vào bàn tay chứa đầy nội lực của mình. Mà bên này, Tiểu Long cũng hỏi thêm, tiền bối, ngài còn muốn tìm thêm gì nữa không? Đáp lại câu hỏi này của cậu ta, gương mặt của đường chết sơn cũng trở nên trầm ngâm một chút và nói với giọng nói đầy nghiêm trọng, huyết thủ la sát thác vân dương. Võ công mà hắn luyện là huyết thủ độc chảo, đây là một loại tà công khủng khiếp cần đến máu và tùy người để nâng cao cảnh giới. Nếu hắn để lại bí kíp hoặc là có truyền nhân thì nhất định phải xử lý để phòng trừ hậu họa, không thể để loại tà công tàn ác đó xuất hiện lại trên giang hồ. Và nếu có người nào bị bắt giữ, chẳng phải chúng ta nên giúp đỡ họ hay sao? Tất nhiên rồi, gia chủ, thiếu hiệp, hai người bọn họ đồng thanh nói. Và lúc này, ông chú Đường Chiết Sơn cũng quay sang rủ dê thanh niên trẻ tuổi, thiếu hiệp, cậu có thể giúp chúng ta một tay không? dù sao thì cô cũng là người am hiểu địa thế của đảo hải nam mà lại nói về tiểu long lời đề nghị của ông chú thật sự khiến cho cậu ta có chút suy nghĩ có lẽ trở thành người của đường ra cũng có nghĩa là một công việc trọn đời thông thường khi làm thực tập sinh là để quan sát không khí công ty và tiện thể xem xét luôn tính cách của ông chủ nữa đúng không nghĩ đến đây giống như coi nó là một kỳ thực tập để xem có quyết định gia nhập vào đường ra hay không thì tiểu long cũng đồng ý với điều này tôi hiểu rồi sau khi ngài hồi phục sức khỏe tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình Thiếu hiệp nghĩ đúng đấy, đường chiết sơn cười nói. Chuyện cứu người mà, tất nhiên là phải giúp đỡ rồi. Nói rồi, Tiểu Long cũng nở ra một nụ cười đắc ý trong chuyến đi này. Mình phải tìm hiểu kỹ xem tứ xuyên đường ra thật sự là một nơi như thế nào. Người tài giỏi thường sẽ phỏng vấn ngược lại mà. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh. Nhóm người do ông chú Đường Chiết Sơn dẫn đầu cũng đã rời khỏi đạo quán. Bọn họ vì muốn tìm nơi ẩn cư của huyết thủ La Sát Thác Vân Dương nên đã ghé qua ngôi làng gần khu đạo quán bỏ hoang, bọn họ dò hỏi xem có ai mất tích hay không ở phía đối diện một ông già nghe xong câu hỏi thì gương mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc ngài đang nhắc đến người mất tích sao ưu ừ thi trong một năm gần đây cũng có một hai người mất tích trong rừng tuy nhiên không có trường hợp mất tích đều đạn xảy ra nghe được lời này đường chiếc sơn cũng vuốt râu trầm ngâm một chút tiếp đó không điều tra được gì thêm ông ấy cùng với nhóm người cũng chắp tay cảm ơn cảm ơn ngài đã nói thôn trưởng. À, không có gì đâu được giúp đỡ gia chủ nội danh của tứ xuyên đường ra thật là vinh hạnh cho tôi, ông già chắp tay đáp lại. Vậy thì chúng tôi xin cáo từ. Nói rồi, ông chú cùng với nhóm người cũng xoay người rời đi, mà ông già thôn trượng ở phía sau cũng nói. Mong ngài đi đường bình an, cứ như vậy, đáng tiếc là ngôi làng này không thu được thêm thông tin gì khác, nhóm người lại tiếp tục lên đường. Mà trong lúc đi, Tiểu Long cũng quay sang hỏi, ngôi làng này cũng không có gì khác biệt sao, nghe vậy. Đường Chiết Sơn cũng nói ra suy nghĩ của mình, nhìn việc mà hắn phát hiện ra chúng ta và lộ diện, ta cứ nghĩ hắn át hẳn sẽ ở quanh đây. Thế nhưng tìm kiếm quả thật là không hề dễ dàng, ở bên cạnh, nam chính cũng có cùng quan điểm với ông ấy, quả thật là có điều kỳ lạ. Làm sao mà lại không để lại một chút dấu vết nào thế này, lúc đó hắn ta đã nói gì ấy nhỉ, ta nghe rằng mấy tên khốn của đường ra đã đến Hải Nam. Nhớ lại lời nói này, dường như nghĩ ra được điều gì đó thì nam chính liền vỗ tay đen đét, à đúng rồi, tiền bối. Ngài có nhớ lời hắn đã nói khi xuất hiện không, hả? Sao? Ta không nhớ lắm. Còn cậu thì sao? Đường Chiết Sơn hỏi ngược lại. Làm cho Tiểu Long Liễu ra lúc đó ông chú đã bị hắn ta đánh trúng chiêu và thổi bay, cho nên đành phải giải thích lại. À ừ thì, hắn ta đã nói rằng bọn đường ra đã vào đảo Hải Nam, đúng không? Nói cách khác thì có nghĩa là có người đã biết việc người đường ra tiến vào đảo Hải Nam và báo cho Thác Vân Dương. Phải không? Vậy thì đơn giản rồi. Chúng ta chỉ cần xác minh nơi đường ra đã đi qua trên đảo Hải Nam thôi, dựa vào hình dáng. À không, nếu dùng mô tả chân dung để dò hỏi thì có lẽ chúng ta sẽ tìm được. Cậu ta tươi cười nói ra kế hoạch của mình. Làm cho cả một nhóm người to đầu lớn sọ phải trầm trồ với suy nghĩ của cậu ta. Ồ, tôi thật sự chưa hề nghĩ tới điều đó. Thật là xuất sắc. Nếu huyết thủ la sát thác Vân Dương đã nói vậy. Hẳn là hắn đã nghe được tin tức từ những người nào đó thấy chúng ta từ trước rồi vậy. Thì dễ thôi, lập tức di chuyển thôi nào. Đường gia chủ hào hứng nói. Trong khi Tiểu Long bên này cũng vừa vui mừng vừa ngại ngùng khi mà thấy bọn họ khen ngợi mình như vậy thời gian nhanh chóng trôi qua chuyển cảnh tới một ngôi làng âm u tràn đầy sương mù nào đó ở bên này anh bạn tóc bổ đôi cũng tập trung quan sát về phía trước gia chủ theo lời nghe được ở cảng trên đảo hải nam thì có lẽ là ngôi làng kia có vẻ đó là ngôi làng nơi những người bản địa sinh sống đường chiết sơn nói thêm và quay sang dặn dò lại mọi người hãy đến làng xem sao theo lời của thiếu hiệp có lẽ người nơi đây sẽ không quá thù địch với chúng ta vâng thưa gia chủ nhóm người đồng thanh hô lên ở bên trong ngôi làng lúc này chính là một khung cảnh có phần sắc sơ tiêu điều, mọi người đều mang trên mình gương mặt u buồn, có ai ở đây không? Giọng nói của đường Chiết sơn vang lên thu hút sự chú ý của những người gần đó. Thế rồi, một ông già trông có vẻ như trưởng làng. Trên tay dắt theo cô cháu gái của mình cùng hai người đàn ông khác cũng tiến lại gần và hỏi, người Hán đến ngôi làng này là có chuyện gì vậy? Đáp lại câu hỏi này. Đường Chiết Sơn cùng với nhóm người cũng chấp tay nói, ta là gia chủ của đường gia ở Tứ Xuyên, tên là đường Chiết Sơn, lý do chúng tôi tìm đến nơi này là bla bla. Lại nói đến Tiểu Long, trong lúc ông chú đang giải thích mọi chuyện, cậu ta cũng tranh thủ quan sát ngôi làng rồi lo lắng, ngôi làng này trông thật là thiếu sức sống. Bọn trẻ cũng trông không có sức lực gì cả, nghĩ đến đây, Nam Chính cũng phát hiện được vài điều khiến cho hai mắt của cậu ta trừng lớn. Khoan đã, tình trạng của những người này là sao đây, chẳng lẽ tất cả đều bị bỏ thuốc rồi sao, theo ánh mắt của cậu ta. Những người bên trong ngôi làng đang có thần sắc cứ như là phê đớ, vật vờ đi lại hoặc là nằm la liệt khắp nơi, quay lại với ông già trưởng làng sau khi nghe xong đường chiết sơn nói thì ông ta cũng thẳng thừng từ chối việc mất tích ta không biết làng của ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả quay về đi ông già lên tiếng đuổi khách giống như không muốn tiếp xúc với nhóm người cho lắm thế nhưng đường chiết sơn cũng nhận ra được bên trong ngôi làng dường như có điều bất thường nên hỏi lại nhưng có vẻ như số người trong nhà ít hơn không đợi cho ông chú nói hết câu ông già trưởng làng đã quát lớn chuyện này không phải là điều mà lũ người hán cần quan tâm quay về đi nghe đến đây thân sắc của đường chiết sơn cũng cứng ngắc cả lại Tiếp đó, ông ấy liền quay sang nói nhỏ với Tiểu Long, Thiếu Hiệp, rõ ràng nghe nói người dân ở đây rất thân thiện với người Hán mà. Ừ, vậy là, cậu ta gãi má ấp úng nói không nên lời, thế rồi, còn không đợi cho Tiểu Long tìm ra cái cớ để lấp liếm thì đột nhiên. Bóng dáng của cô bé ở phía trước đột nhiên lung lay và ngã phịch ra đất, làm cho nhóm người vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó, ông gia trưởng làng cũng vội vàng đỡ cô bé dậy mà hai mắt cũng rưng rưng. Trời ơi, ma chân à, không được đâu, người thân duy nhất còn lại của ta chỉ có mình con, sao đến cả con cũng mắc phải chứng bệnh quái ác này chứ? Ông già trưởng làng cay đắng nói, mà bên này, nhóm người đường ra thấy vậy thì cũng quay sang nhìn nhau, tiếp đó ông chú đường chết sơn cũng lên tiếng. Thưa lão trượng, ta có biết một chút về y thuật, có thể giúp được chăng? Y, y thuật, là y thuật của Trung Nguyên sao? Ông ấy vội vàng hỏi lại giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng. Đúng vậy, tuy không phải là đại phu nhưng ta cũng có hiểu biết một chút về y thuật, để ta xem qua tình trạng của đứa bé có được không? Đường chết sơn gật đầu. Hết cách, ông già cũng chỉ biết đặt niềm tin vào đường gia chủ mà thôi vậy thì trông cậy vào ngươi cả đấy nói rồi ông ấy cũng không che giấu nữa mà kể ra mọi chuyện thật ra từ một thời gian trước trong làng đã bắt đầu xuất hiện một bệnh dịch quái lạ bọn trẻ thì lần lượt chết dần còn người lớn cũng lâm bệnh suy nhược nghe được lời này cả nhóm cũng đã hiểu ra tại sao mà ông ta lại cảnh giác với người đến từ bên ngoài như vậy ra là vậy à để tôi thử một lần xem sao đường chiết sơn vừa nói vừa vỗ vai ông già làm cho ông ấy cảm động rớt cả nước mắt đa tạ ngươi, cảm ơn rất nhiều, xin hãy mau vào bên trong. Nói rồi, ông ta cũng quay sang nói với những người bên cạnh, các người còn chờ gì nữa, mau đưa vị đại phu cùng đoàn người vào bên trong. Cứ như vậy, nhóm người liền vội vã di chuyển vào bên trong ngôi làng, mà vừa chạy, Tiểu Long vừa quay sang hỏi người bên cạnh. Tiền bối còn biết cả y thuật nữa sao? Ừ, đúng vậy, võ công của đường ra chúng tôi liên quan đến việc xử lý độc tố nên cũng rất tinh thông về dược thuật, hơn nữa. Võ công bắt đầu từ việc hiểu rõ cơ thể nên cũng cần có một chút hiểu biết về y thuật, anh ta tươi cười giải thích, làm cho Tiểu Long có thêm một cái nhìn mới về Đường gia Tứ Xuyên. Cứ tưởng rằng bọn họ là một gia tộc ám sát chuyên dùng độc, nếu gia nhập Đường gia Tứ Xuyên, ngoài học võ công độc môn đáng sợ, học thêm y thuật thì cũng không tồi. Ông tướng gật gù suy nghĩ, trước khi cậu ta nghe được tiếng cười khúc khích của người ở phía trước, à, dĩ nhiên đôi khi bắt kẻ xấu rồi tiêm độc vào để xem phản ứng cũng có. Thấy vậy, nhịp tim của tiểu long dường như cũng dừng lại mất vài giây thí nghiệm trên cơ thể con người sao chuyện đó thì có hơi quả nhiên bọn họ là những người rất đáng sợ mà càng nghĩ ông tướng càng toát mồ hôi hột không biết việc đi theo đám người này có thật sự chính xác hay không nữa không để ý đến điều này thời gian nhanh chóng trôi qua chuyển cảnh tới ngôi nhà của trưởng làng lúc này bên trong căn phòng gương mặt của cô bé ma chân đã tạm thời trở nên đỡ hơn một chút trước hết ta đã chuyển nội lực vào bên trong người cô bé ngăn cản hô hấp dừng lại vừa nói đường chiết sơn vừa bắt đầu thu công mà ông già trưởng làng thấy vậy thì cũng cúi đầu nói ồ cảm ơn ngài đây là đứa cháu gái duy nhất còn lại của tôi xin ngài hãy cứu giúp vừa nói ông già cũng vừa đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ của cô nhóc trong khi đó thân sắc của đường gia chủ cũng hiện lên một chút khó khăn nhân tiện thì phù mạch bất ổn thật là kỳ lạ chẳng hay từ khi sinh ra tim của đứa trẻ này đã yếu sẵn rồi phải không nghe vậy ông già cũng nói ra tình hình chỉ là bệnh tình bắt đầu trở nặng từ nửa năm trước thôi không chỉ cháu gái ta mà nhiều người khác cũng bắt đầu lâm bệnh suy nhược. Chúng ta gọi đó là chứng bệnh quái ác, lúc nãy bảo các vị quay về ngay từ cổng làng cũng chính là vì lý do đó, quay lại với đường Chiết Sơn. Chưa biết được rốt cuộc căn bệnh này là gì vậy, nên ông ấy chỉ có thể đưa ra một vài biện pháp để ứng phó tạm thời. Lão Trương, trước hết ta sẽ ghi một đơn thuốc tốt cho tim mạch, phiền lão trưởng tập hợp mọi người trong làng lại giúp ta có được không, để thử dùng thuốc xem sao, ở phía trước. Trưởng làng nghe xong thì hai mắt đã giàn ruộng, cảm, cảm ơn ngài, tôi thật sự biết ơn cùng lúc tiểu long cũng nhìn vào đường chiết sơn với bộ dáng trầm ngâm thời gian nhanh chóng trôi qua chuyển cảnh tới buổi tối lúc này việc xem bệnh cho mọi người vừa mới hoàn thành gia chủ ngài đã vất vả xem bệnh cho mọi người rồi cảm ơn ngươi cửu bại đường chiết sơn gật đầu nghe vậy anh chàng cửu bại cũng hỏi tiếp tình trạng của các bệnh nhân thế nào rồi ạ à? nghe đến đây nhớ tới tình hình khi mình xem bệnh ông chú thật sự có chút rối não chuyện đó quả thật là rất kỳ lạ triệu chứng suy nhược và sưng phù ở mắt phù mạch bất ổn kèm theo sốt nhẹ các triệu chứng đều khác nhau nhưng những ai bệnh nặng đều gặp vấn đề ở tim nói đến đây ông chú cũng ngừng lại một nhịp mà quay sang hỏi nhân tiện còn thiếu hiệp thì sao rồi đáp lại câu hỏi này cửu bại cũng nhanh nhẩu nói à vì thiếu hiệp có về mệt mỏi nên sau khi giúp đỡ mọi người nên đã thiếp đi tôi đã đặt cậu ấy nằm nghỉ ở trong phòng rồi thân thể chưa luyện vô cùng mà đi theo chúng ta hẳn là dễ mệt mỏi thiếu hiệp đã cố gắng hết sức rồi nhân tiện ta cũng nên ghé thăm xem sắc mặt của thiếu hiệp như thế nào Đường Chiết Sơn mỉm cười nói, vậy thì để tôi dẫn đường cho ngài, gia chủ, cửu bại đề nghị. Tiếp đó, mò đến nơi mà Tiểu Long đang nghỉ ngơi, nhìn thấy ông tướng đang nằm ngủ say như lợn chết, đường Chiết Sơn cũng yên tâm mà chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, đột nhiên dáng vẻ của ông chú liền thay đổi mà lập tức tiến vào bên trong căn phòng, tiếp đó, không nói không rằng. Ông ấy liền dơ cao bàn tay của mình mà đập thật mạnh xuống bên, dưới khiến cho Tiểu Long vốn đang ngủ say thì liền ăn một con và lệch mặt đau đến mức làm cho cậu ta chảy cả nước mắt thế rồi ông tướng cũng ngây ngô tỉnh lại nhìn vào thần sắc nghiêm túc của đường chiết sơn mà hỏi khoan đã tiền bối sao tự nhiên lại cái này chuyện gì đang xảy ra vậy tiền bối ôi trời ơi đau quá vừa nói tiểu long vừa vội vàng lùi về phía sau giống như sợ ông chú thủ tiêu mình không bằng làm cho ông ấy phải vội vàng lên tiếng giải thích xin lỗi ta chỉ định bắt con bò đang bò trên má của cậu mà thôi gì cơ bọ sao tiểu long ngạc nhiên nói mà thấy cậu ta đã bình tĩnh hơn một chút thì đường chiết sơn cũng nói ra mọi chuyện cậu nghe ta nói đã nào ta chỉ định ghé qua thăm thiếu hiệp một chút trước khi đi nghỉ ngơi nhưng cậu biết đấy đột nhiên có một con bọ bay đến bám trên mặt cậu cậu biết không ở đảo hải nam có nhiều loại độc trùng ta chưa biết nên cũng khá nguy hiểm đấy chứ thế là ta vô thức đập một cái mà nhìn này con bỏ to như thế này đấy nói rồi ông ấy cũng xòe lòng bàn tay của mình ra để cho cậu ấy xem con bọ to như con ve này Thế nhưng nam chính của chúng ta ngay khi nhìn vào hình dáng của nó là cậu ấy ngay lập tức nhận thức được thứ này và không thiếu điều kinh ngạc. Khoan đã, sao mà con bọ này lại ở đây? Nghĩ rồi, đột nhiên Tiểu Long lại nhớ tới tình trạng phê đớ của người dân trong làng và liên tưởng đến điều gì đó. Tiền bối, các bệnh nhân dù có nhiều triệu chứng khác nhau nhưng tất cả đều có mạch bất thường, có đúng không? Đúng vậy, ông chú gật đầu nói, nghe ông ấy nói vậy, Tiểu Long đã có thể hoàn toàn nắm được nguyên nhân có bệnh dịch xuất hiện ở ngôi làng này. Nó đều là do con này gây ra, con bọ này được gọi là con dẹp hôn là một loại bọ thuộc họ chân thật nó có tên như vậy vì thường hút máu quanh mắt hoặc môi của những người đang ngủ loài này nhanh nhẹn và xuất quỷ nhập thần đến mức còn hút máu nhanh hơn cả mũi vì thế nó được gọi là bọ ma cà rồng hay là bọ sát thủ con bọ này tự nó không có độc nhưng trong bụng nó lại chứa đầy ký sinh trùng gây hại vì vậy khi bị nó cắn người ta sẽ bị nhiễm bệnh qua chất thải của nó bệnh chipanosoma hay còn gọi là bệnh chagas nó là căn bệnh mà nó gây ra nó là một loài nguy hiểm đứng thứ bảy trong danh sách các loài gây tử vong nhiều nhất cho con người nói rồi cậu ta cũng quay sang nhìn ông già để hỏi lại cho chắc ăn thôn trưởng, chẳng hay lũ chó trong làng có bị thở gấp hoặc có triệu chứng giống như người không cậu ấy lên tiếng hỏi tiếp mà đến lúc này ông già thôn trưởng mới nhận ra vấn đề rồi hỏi đúng rồi chẳng lẽ đều là do con bọ này gây ra sao nghe vậy tiểu long cũng không còn chút nghi ngờ nào nữa vâng có lẽ chắc chắn là phải rồi nếu vậy thì cháu gái của ta liệu có cứu được không thôn trưởng lo lắng nói chuyện đó nếu có thuốc thì vẫn có thể nhưng mà tiểu long ấp úng trả lời cùng lúc chẳng biết ông chú đường chiết sơn suy nghĩ điều gì mà đột nhiên lại phì cười ha ha cửu bại người thấy ta nhìn người như thế nào đáp lại lời nói này anh chàng cửu bại cũng vội vàng vuốt mông ngựa quả thật giờ tôi đã thấy rõ giá trị của thiếu hiệp rồi thiếu hiệp hãy gia nhập đường gia tứ xuyên của chúng ta nói đến đây sắc mặt của đường gia chủ cũng thay đổi một chút có một loại gọi là cổ trùng thứ đó được gọi là vô cùng hoặc cổ độc, loại trùng này do những kẻ độc ác ở Trung Nguyên nuôi dưỡng. Những kẻ xấu xa đó cho người ta nuốt loại trùng này vào, định kỳ gây ra đau đớn hoặc dùng để điều khiển con người theo ý muốn. Điều khiển được cả con người sao, thật là ghê gớm, Tiểu Long vuốt cầm nói một câu. Dù là lợi hại thật, nhưng đã có không ít người trong võ lâm phải bỏ mạng vì thứ cổ đó, người ta có khi giết chính con mình rồi tự sát, hoặc phản bội gia đình, gia tộc để trở thành nô lệ cho bọn ác nhân ông chú lạnh giọng nói làm cho ông già thôn trượng ở phía sau đã khóc đến mức chết đi sống lại ma chân trời ơi không để ý đến cái bộ dáng này của ông ta đường chiết sơn bên này vẫn đang tiếp tục diễn thuyết vậy nên suốt một thời gian dài người trong võ lâm đã nỗ lực tạo ra thứ thuốc giải cho loại cổ đó một loại thuốc giải khiến loại cổ đó thoát ra khỏi cơ thể hoặc làm cho nó tan biến được rồi nếu người võ lâm tạo ra loại thuốc giải như vậy thì họ sẽ làm ở đâu đương nhiên chính là ở đường ra tứ xuyên của chúng ta có loại thuốc có thể hòa tan cả cục u to bằng nắm tay trong cơ thể thì mấy con vi sinh vật nhỏ bé kia có là vấn đề gì chứ? Vừa nói, ông ấy vừa bắt đầu móc ra một viên đan dược to bằng miệng chén và tươi cười khoe khoang, vô cố dung hóa đan, chỉ cần chút ít viên đan này là đủ. Nhìn vào viên đan dược này, nam chính cũng phải tặng cho đường chết sơn một like nhãn hiệu, vô cố dung hóa đan. Tên thuốc diệt ký sinh trùng nghe thật là bá đạo mà, quay lại với đường chết sơn, lúc này, ông ấy cũng quay sang khẳng định với thôn trưởng vì vậy đừng lo lắng lão trượng, cháu gái của ngài có thể cứu được, cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Kết quả là bắt đầu từ cháu gái của thôn trưởng, dân làng dần dần hồi phục sức khỏe, sự chào đón nồng nhiệt của dân làng là phần thưởng thêm. Nhìn về mặt tươi sáng, có vẻ như thông tin về tính cách lạc quan của ngôi làng này là đúng, mà trong lúc ăn, đường Chiết sơn cũng không quên khen ngợi công lao của Tiểu Long. Nếu thiếu hiệp không tìm ra nguyên nhân thì thật khó khăn, vậy ân nhân của họ không phải là ta mà là vị thiếu hiệp này, nghe đường Chiết sơn nói vậy nhóm thanh niên trai tráng cũng quay sang chắp tay nói lời cảm ơn với nam chính cảm ơn vị tiểu thiếu hiệp cảm ơn thiếu hiệp nhiều lắm thiếu hiệp là ân nhân của làng chúng tôi ha ha cái đó cậu ta ngượng ngùng nói thế rồi tiểu long lại quay sang nhìn vào đường chiết sơn mặc dù đã được chữa trị bằng thuốc của đường ra ngài chiết sơn đã nhường lại hết công lao cho mình người ta được mọi người cảm kích nhìn ngài vui mừng như thế đó là việc của chính mình một chút nó thật cảm động tiếp đó sau khi đã nói lời cảm ơn chán chê xong thì thôn trưởng mới quay sang nói, chuyện đó, lời mà ngài đã nói lúc ở cổng làng ấy, mọi người đang tìm kiếm ngôi làng có người bị mất tích đó, nghe được lời này. Vì quá chú tâm đến việc chữa bệnh nên bây giờ đường chết sơn mới để ý tới, à, đúng là như vậy. Nhưng sao thôn trưởng lại hỏi chuyện này, quay lại với thôn trưởng, lúc này, gương mặt ông ấy cũng có chút nghiêm trọng rồi nói, ta muốn đền đáp ân nghĩa lên đã cho người đi tìm hiểu một chút và nghe được một câu chuyện kỳ lạ. Trong làng ta có một cô gái đã gả từ làng khác tới, ngôi làng bố mẹ của cô ấy vài năm trước đã xảy ra hiện tượng kỳ lạ, người trong làng dần biến mất từng người một. Nghe đến đây, gương mặt của ông chú cũng thay đổi, khi mà cuối cùng nhóm người đã phát hiện ra manh mối, "Vậy nơi đó ở đâu?" ông ấy vội vàng hỏi. "Vậy thì ở phía tây có một ngôi làng nhỏ." thôn trưởng đáp lời. Cứ như vậy, theo lời chỉ dẫn đến từ thôn trưởng, đường gia chủ cũng mang theo mọi người một đường đi về hướng tây, nhắm thẳng tới vị trí của ngôi làng kia, và khi đến nơi, bọn họ liền cảm nhận được một luồng tử khí quanh quẩn ở nơi này, thi thể, hình như là chỗ đó. Trang chủ, một người hộ vệ lên tiếng nhắc nhở, thế rồi, khi quan sát kỹ hơn ở xung quanh, hai mắt của ông chú cũng đã trợn ngược hết cả lên. Cái, cái gì đây, lạnh hết cả sống, lương lúc, này theo ánh mắt của bọn họ, thì khung cảnh ở phía trước chính là vô số xương cốt trắng hiếu nằm rải rác ở xung quanh. Đến ngay cả các nhân sĩ võ lâm đã liếm máu trên lưỡi đao cũng không khỏi dùng mình trước cảnh tượng này, còn có cả từ độc nữa à, lạnh cả sống lưng đừng để thiếu hiệp nhìn thấy cảnh tượng này cửu bại vừa nói vừa nhắm chặt hai mắt trong khi đợi ông thần nói ra được lời này thì nam chính cũng đã nhìn sạch sành xanh cả rồi ta đã nhìn thấy hết rồi cậu ấy hô lên nhắc nhở không để ý đến hai người bọn họ anh chàng tóc bổ đôi cũng phát hiện ra điều gì đó mà nói với mọi người khoan đã bên kia có gì đó kìa nói rồi anh ấy cũng chỉ tay về một phía nơi đang có một con chim giống như chim hạc với lông vũ màu tím nhìn trông vô cùng xinh đẹp lúc này nó cũng há mùn đớp một cái đầu rắn Nhìn thấy cảnh tượng này, anh chàng gia nhân thấy nó kiếm ăn ở đây thì cũng không nhịn nổi nữa. Không được, con chim đó, không thể để những người đã khuất bị sỉ nhục thêm nữa. Cút ra khỏi đây, vừa nói, anh ta vừa tiện tay nhặt lấy một hòn đá ở bên dưới mà ném thẳng về phía trước. Để xua đuổi con chim này đi, khiến cho đường gia chủ ở bên cạnh còn không kịp ngăn cản thì anh ta đã hành động rồi. Tiếp đó, đang ăn ngon thì bị phá đám, con chim này cũng xoay người quay sang quan sát cả nhóm mà không có chút lo sợ nào cả, thậm chí bản thân nó cũng đang tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ. Tiếc là anh bạn tóc bổ đôi không cảm nhận được điều này, thấy con chim chưa chịu bay đi thì cũng tức giận hét lớn, cái thứ chết tiệt này, không đợi cho anh ta phát khủng hơn. Đường gia chủ ngay lập tức ngửi được mùi không thơm nên liền ngăn lại, chờ một chút, có điều gì đó không ổn. Nói rồi, theo ánh mắt của mọi người, con chim hạc cũng đột nhiên tung cánh bay lên không trung, mà theo cú đập cánh của nó, cũng có vô số lông vũ rơi xuống bên dưới. Tiếp đó, Đám xương cốt trắng hiếu nằm rải rác xung quanh cũng đột nhiên bị hòa tan giống như mỡ đông tan chảy vậy, nhìn thấy cảnh tượng này, nam chính cũng bần thần ra luôn, không phải chứ, nó đang tan chảy kìa. Thế rồi, không đợi cho ông thần suy nghĩ thêm, thì Đường gia chủ liền đưa tay bịt miệng cậu ấy và kéo thanh niên này về phía sau, tất cả mau tránh ra, đó là trầm điều. Tiếp đó, vì cảnh tượng trước mắt quá là quỷ dị, nhóm người cũng tranh thủ rút lui khỏi khu vực này để đảm bảo tính mạng cho bản thân. Thế rồi sau khi đã kéo về ổ chó của mình thì ông chú đường Chiết Sơn cũng nói ra thân thế của con chim hạc kia khi đôi cánh giang rộng có thể dài đến năm thước. Mỏ mà có màu đồng sáng và sắc nhọn như mũi giáo, thân mình phủ kín bởi lớp lông vũ màu tím thẫm khi giận dữ giang rộng đôi cánh. Mọi thứ xung quanh đều bị nhuốm đen mà chết rồi hóa thành chất độc, trên đầu đội kim quan vàng rực, phong thái uy nghi xứng danh bậc đế vương. Người ta gọi loài này là trầm hoặc là trầm điểu, nghe đến đây, tiểu long đã lờ mờ đoán ra điều gì đó mà hào hứng nói, chẳng lẽ vừa rồi đó có phải là một trong thập đại độc sát hay không nghe được lời này ông chú cũng quay sang nhìn vào tiểu long và gật đầu khẳng định đúng đó chính là con đứng đầu trong thập đại độc sát được xưng tụng là đế vương của mọi loài động vật trầm điều ở bên này tiểu long nghe xong không những không cảm thấy sợ hãi thậm chí hai mắt của ông thần đã bắt đầu sáng rực cả lên đế vương của thập đại độc sát sao thật là kinh hồn bạt vía quá sức lợi hại độc trùng độc xà trên địa cầu so ra thì đúng chỉ là trông đáng yêu mà thôi ở đây đúng là vũ khí sinh học bay lượn khắp nơi mà càng nghĩ tiểu long càng cảm thấy hưng phấn giống như đang ở trên thiên đường không để tâm tới cái thái độ giống như phát hiện ra đồ chơi mới của cậu ta ông chú đường chiết sơn cũng nói tiếp có vẻ như nó bị dẫn dụ bởi bầy rắn mang theo tử độc mà bay đến đây nghe nói chẩm điều chỉ ăn đầu của những loài rắn có độc tố mạnh nhất mà thôi nghe vậy tiểu long cũng tranh thủ hỏi tiếp kia có phải là điềm báo trang chắc chắn rồi cả đời này có khi chẳng dễ gì mà được thấy tận mắt chẩm điều đâu trầm điểu là loài hiếm gặp đến mức trăm năm may ra mới có người nhìn thấy một lần oa à, tiểu long hô lên một tiếng rồi lại trầm ngâm suy tư làm cho đường gia chủ có hơi tò mò mà hỏi sao vậy thiếu hiệp nghe được lời này cậu ta cũng ngước mắt lên nhìn ông chú mà hỏi chẳng lẽ ngài định bắt nó sao ở xung quanh nhóm người nghe được lời nói của cậu ta nhóm người đều giật mình nhìn vào tiểu long như nhìn người ngoài hành tinh chẳng lẽ cậu ta không biết con chim vừa rồi nguy hiểm đến mức nào à muốn thử bắt nó sao thiếu hiệp ha ha ông chú cười nói mà đúng là nam chính của chúng ta có suy nghĩ này thật. Đúng vậy, nhưng mà độc tính của nó mạnh như vậy thì, nói đến đây, cậu ấy cũng không ngu mà vội vàng đi đầu thai đến như vậy. Thế rồi, để tặng cho ông tướng con này một chút hy vọng thì đường chết sơn cũng cười nói. Thiếu hiệp này, có vẻ cậu rất hứng thú với thập đại độc sát nhỉ, nếu vậy thì cũng có cách đấy, nếu luyện thành độc công của đường ra, thân thể sẽ trở nên bách độc bất xâm, có thể chống lại được cả độc của trầm điều trên thế gian này chỉ duy nhất võ công của đường ra chúng ta mới có thể ngăn chặn được loại độc ấy mà thôi. Ông chú khoe khoang nói, trước khi ông ta bắt đầu vuốt mũi mà liếc mắt nhìn Tiểu Long bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng mà biết làm sao đây. Bởi đường ra chúng ta không truyền dạy bí kíp của gia tộc cho người bên ngoài, dù ta có muốn giúp thiếu hiệp đến mấy, nhưng với cương vị của gia chủ, ta không thể phá luật của gia tộc được. Nghe được lời nói này, Tiểu Long còn không biết mình đã dính bẫy của đường Chiết Sơn mà hồ hởi nói. Nếu, nếu ván bối trở thành người của đường ra, liệu có thể học được võ công đó không và nếu đạt đến cảnh giới bách độc bất xâm thực sự có thể chống lại được độc của trầm điều sao đáp lại câu hỏi này đường gia chủ cũng khẳng định một cách vô cùng tự tin tất nhiên rồi nếu bây giờ thiếu hiệp quyết định dứt khoát ta sẽ không ngần ngại mà truyền dạy hết bản lĩnh của mình dĩ nhiên lễ ra mắt cũng chu toàn nhưng mà nếu chú hiệp còn do dự quá lâu thì ta cũng phải suy nghĩ kỹ càng chứ đúng không vừa nói ông chú này vừa liếc nhìn nam chính mà cười đều khiến cho cậu ấy tức tới mức đỏ hết cả mặt Khốn kiếp, tôi đồng ý trở thành người của Đường gia, mong ngài chỉ dạy." Thưa tiền bối. À không, thưa gia chủ." Tiểu Long hô lên một tiếng làm cho ông chú này cười như được mùa. "Thật sao? Tốt lắm. Ha ha, được rồi, từ nay cậu mãi mãi là người của Đường gia." Nói xong, ông ta cũng vỗ vai Tiểu Long. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chuyển cảnh tới một hang động nào đó. Đây là nơi ở của tên huyết thủ La sát thác Vân Dương đã ẩn náu khi trước, mà từ bên trong hang động anh chàng cửu bại cũng lấy ra một quyển bí kíp rồi nghiêm trọng nói, gia chủ, thứ này nằm sâu bên trong hang động, ở phía đối diện, đường chiếc sơn cũng đưa tay ra nhận lấy quyển bí kíp. Tiếp đó, trong lúc kiểm tra lại quyển sách này, gương mặt của ông chú cũng toát mồ hôi hột, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại, những chưa viết bằng máu này, đúng là bí kíp của huyết thủ độc rồi. Viết chữ bằng máu sao, tiểu long kinh vô một tiếng, không đáp lại lời nói này của cậu ta, đường ra gia chủ liền vội vàng cất quyển sách này vào trong ngực mình và nói, chúng ta mau quay về thôi ngài định đi tứ xuyên sao tiểu long hỏi lại phải làm như vậy thôi đã lấy được nội đan của thanh ban ngô công và bí kíp rồi đường chiết sơn gật đầu nghe vậy tiểu long cũng nhớ tới mấy tên chút chít ở nhà mình và hỏi vậy có thể ghé qua đạo quán một chút được không tôi muốn thả mấy người bạn của mình ra được thôi ta cũng sẽ chuẩn bị hành trang cho cậu vậy thì xuất phát thôi nói rồi cả nhóm cũng nhanh chân rời đi thế nhưng cũng ngay lúc này chẳng hiểu kiểu gì tiểu long liền quay người quan sát về phía hang động rồi sau đó cậu ấy giống như phát hiện ra điều gì đó thì liền nhắc nhở này khoan đã ở kia có thứ gì đó kìa vừa nói cậu ta vừa chỉ tay về phía một chùm sáng mà mọi người thấy vậy cũng vội vàng chạy lại quan sát hả cái này đây là lông vũ của Trẩm deu e. giờ nhóm người kinh hô một tiếng khi nhìn vào cái lông tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím dịu nhẹ này tiếp đó ông chú đường chiết sơn cũng phải đeo bao tay vào thì mới dám tiến lại gần mà cầm sợi lông vũ này lên xem như quả mừng cậu trở thành người của đường ra có vẻ như cậu rất hứng thú với nó mà nói rồi ông ấy cũng lấy ra một cái hộp mà bỏ thứ này vào bên trong còn nam chính nghe vậy thì hai mắt cũng tớn hết cả lên tạ tạ ơn ngài tiền bối à không gia chủ tiểu long vội vàng đáp mà nhìn vào cái bộ dáng khách khí này của cậu ta cũng khiến cho ông chú có chút phiền lòng hừm mọi thứ đều tốt cả chỉ có điều ta không thích cái cách xưng hô này cho lắm hay là để sau khi nghi thức kết nghĩa rồi ta sẽ đổi cách xưng hô cho hợp nghi thức giống như nghi thức nhập môn sao tiểu long thầm nói một câu ở trong lòng cùng thời điểm đó tại đường xuyên tứ gia thái thượng gia trụ đường vô tính người đã xuất phát trước cuối cùng cũng đến nơi lúc này quay trở về đường ra rồi ông ấy cũng gần như kiệt sức vì lên đường gấp rút khiến cho mấy người gia nhân ở bên trong thấy vậy cũng vội vàng chạy ra đỡ lấy ông ấy thái thượng gia chủ nhóm người lo lắng nói tuy nhiên đường vô tính cũng không có thời gian để lo lắng cho bản thân mà đã vội vàng hỏi nhanh nhanh lên ngân nhi như thế nào rồi dạ cô ấy vẫn còn giữ được tính mạng bọn họ vội vàng đáp nghe được cô cháu gái của mình vẫn còn thở đường vô tính mới thở phào một hơi ở trong lòng và nói tiếp mau nhanh đưa ta đến chỗ của ngân nhi nào chuyển cảnh đến một căn phòng nào đó ông già đường vô tính lúc này cũng mở toang cửa ra mà hô lên ngân nhi ở bên trong căn phòng lúc này cũng có bốn người một trong số đó chính là cô bé ngân nhi kia đang nằm hôn mê bất tỉnh một người là phu nhân có vẻ như là mẹ của cô ấy còn hai người còn lại có vẻ giống như là thầy thuốc nhìn thấy ông già quay về bọn họ cũng vội vàng đứng lên thái thượng gia chủ, phụ thân. Vị phu nhân nói với ánh mắt tràn đầy mong đợi và không làm cho bà ấy thất vọng. Đường vô tính cũng gật đầu vui vẻ. Con dâu à, ta đã mang thuốc về rồi đây. Đây là nội đan của thanh ban ngô công. Nói rồi, ông ấy cũng lấy ra cái hộp đựng viên nội đan, làm cho vị phu nhân ở phía trước đang mừng tới mức rơi cả nước mắt. Phụ thân, ngài đã thành công rồi. Tiếp đó, không có thời gian để sướt mướt nhiều. Đường vô tính nhìn vào gương mặt tím tái của cô cháu gái thì đã lo lắng. Ngân nhi, suýt nữa thì nguy to rồi may mà ta đã gấp rút đi đường về kịp ở bên này thấy ông già này cứ lâu la vị phu nhân cũng phải lên tiếng nhắc nhở phụ thân mau đưa thuốc nghe vậy đường lão gia cũng biết thời gian cấp bách thế nên ông ấy cũng không kỳ kèo nữa mà ngay lập tức nhét viên nội đan này vào trong miệng của cô cháu gái tiếp đó ngay khi viêm nội đan này đi vào bên trong cơ thể cả người cô bé liền bắt đầu tản mạn ra một luồng linh lực nhẹ nhẹ thấy vậy thái thượng gia chủ cung khẽ nắm lấy tay cô nhóc đồng thời vận dụng nội công của mình để hỗ trợ cô bé hấp thụ năng lượng đến từ viên nội đan này mà ở bên cạnh vị phu nhân cũng lo lắng nhìn vào cô con gái của mình mà cầu nguyện trong lòng ngân nhi mau tỉnh lại đi quay lại với nhóm người của tiểu long lúc này bọn họ cũng đang gấp rút lên đường mà chán ghét cái tốc độ xên bỏ của cậu ta thì anh chàng cửu bại đã trực tiếp cõng theo cậu ấy luôn khiến cho tiểu long cảm nhận được cảm giác thế nào mới là say xe khi được người khác cõng và trong lúc đầu óc đang biêng biêng cả lên tiểu long cũng thầm nói mình nghe nói trung nguyên rất rộng lớn nhưng không ngờ là lại mênh mông đến thế này từ hải nam đi thuyền đến hồng châu sau khi vượt qua nam ninh kết thúc hành trình dài một tháng rưỡi cuối cùng chúng ta cũng đã đến tứ xuyên nhìn vào cổng trào rộng lớn ở trước mặt nhóm người cũng há mồm thở như bò tiếp đó sau khi ổn định lại hơi thở một chút thì cửu bại cũng tươi cười nói với tiểu long đây chính là đường ra tứ xuyên thiếu hiệp cả ngọn núi này đều thuộc về đường ra tứ xuyên vì vậy ngọn núi này được gọi là đường ra sơn nghe được lời này đến từ cửu bại mặc dù đã cố mừng tượng từ trước ở trong lòng, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến, nam chính cũng bất giác nuốt nước bọt ừng ực vì quy mô của nó. kế tiếp còn không đợi cho tiểu long trầm trồ xong, thì đột nhiên từ bên trong liền lao ra một đám đàn ông khiến cho tiểu long hoảng loạn. tất cả những người này đều là người của đường gia tứ xuyên sao? trời ạ, à, đông khủng khiếp. tiểu long kinh vô một tiếng ở trong lòng. tiếp đó ở tít phía sau lưng đám người cũng có một thân ảnh màu đỏ lao tới. phụ thân, cô ấy hô lên một tiếng, mà bên này. Đường Chiết Sơn nhìn thấy cô ấy thì cũng hồ hởi nói, Ngân Nhi, con khỏe lại rồi sao? Ngân Nhi, thân thể con thế nào? Ổn chứ? Phụ thân, con xin lỗi. Cô ấy vừa nói vừa ôm chầm lấy phụ thân của mình mà rơm rớm nước mắt. Trong khi đó, thanh niên ngố tàu nhìn vào sự xinh đẹp này thì cũng ngây ngốc mất vài giây. Trời đất ơi, dung mạo này là thật sao? Kiếp trước mình cũng từng hợp tác với các minh tinh rồi. Nhưng đến thế này thì thật sự đây là lần đầu tiên mình thấy một người toát ra ánh hào quang đến như vậy. Cậu ấy thầm nghĩ ở trong lòng. Tiếp đó, sau khi đã sướt mướt xong thì ông chú cũng quay sang nhìn tiểu long và nói ta có người muốn giới thiệu với con à tiểu long đây là con gái của ta đường ngân nhi ta nhớ là cậu đã nói gì nhỉ cậu đã nói gì ta mùi cỏ hương cỏ à đúng rồi cỏ dại chứ gì đây chính là cỏ dại đấy quay lại với tiểu long nghe được lời nói này của ông chú cậu ta mới nhớ tới vào thời điểm hơn một tháng trước khi mà đường chiết sơn vẫn còn đang dưỡng thương ông ấy đã nói với cậu ta rằng con gái của ông ấy là một trong ba báu vật của Trung Nguyên. Thế nhưng lúc đó Tiểu Long đã lập tức ngăn lại mà nói, không, không phải là mấy cái cỏ dại đó. Độc Hoa, Đường Ngân Nhi, nữ nhân duy nhất của Đường Gia Tứ Xuyên, ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã mang nỗi khổ tâm khó ai thấu hiểu, chuyển cảnh tới một thời điểm nào đó trong quá khứ. Có hai vị lão giả cũng đang nói chuyện với nhau, mà không biết được rằng lời nói của bọn họ cũng đều rơi vào trong tai Đường Ngân Nhi ở gần đó. Tài năng chưa rõ ràng lắm nhưng ngoại hình chẳng phải xuất chúng đến mức được xưng tụng là một trong ba mỹ nhân của võ lâm hay sao chỉ cần chọn một con rể danh nghĩa cho hợp lý là được rồi ở bên cạnh người còn lại cũng có chút bực bội mà phàn nàn đã bảo là nên nạp thêm thế thiếp mà ta không hiểu tại sao gia chủ lại phản đối nghe được lời nói này của bọn họ đường ngân nhi đã tức tới phát khóc không phải đâu mẫu thân phụ thân không sai đường ngân nhi muốn chứng minh cho các trưởng bối trong gia tộc thấy được bản lĩnh của mình với việc tu luyện hoàn thiện võ công gia tộc dù không phải là nam nhi vẫn có thể làm được nhiều điều cho gia tộc nhưng mà người đời có câu dục tốc bất đạt nôn nóng chỉ khiến người ta lạc lối mà thôi sự nôn nóng đấy đã tạo nên tâm ma tâm ma đã biến thành chứng ngại nhập ma kết quả là dẫn đến đường ngân nhi đã tự luyện cho mình trúng độc cũng may mà có đường lão gia tử kịp thời quay về cứu chữa nếu không cô nhóc này đã đi bán muối luôn rồi khẽ mở mắt tỉnh dậy và quan sát xung quanh thấy được nhóm người đang quây quần bên cạnh mình ánh mắt của cô ấy cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên mà nhìn thấy cô nhóc tỉnh lại mẫu thân của cô ấy cũng cười nói con đã sống sót qua khỏi rồi ngân nhi nghe được lời này đường ngân nhi mới tỉnh táo trở lại tiếp đó nước mắt của cô ấy cũng trải dài mẫu thân con phải làm sao đây con xin lỗi mẫu thân vừa khóc cô ấy cũng vừa tự nhủ với bản thân mình vậy là hết rồi mình từng muốn trở thành người hữu ích cho gia tộc con đã mất hết nội công rồi cô bé khóc nấc lên mà nghe được lời nói này của cô bé đường lão gia tử cũng lập tức trách móc tiểu nha đầu này có phải con cảm thấy ái náy vì đã làm khổ phụ thân và ra ra không? Con đã đạt đến cảnh giới bách độc bất xâm mà con hằng mong muốn rồi đấy, ngừng khóc đi và hãy vui lên nào. Dạ, bách độc bất xâm sao? Đường Ngân Nhi ngơ ngác nói, tiếp đó, cô bé cũng thử vận chuyển nội công bên trong cơ thể mình thì liền ngây người mà quay sang hỏi ông già. Ra ra, đây là, đáp lại lời nói này, trên mặt đường vô tính cũng hiện lên một việc ý cười. Ngân Nhi, trước đó, ta có điều muốn nói với con, không chỉ cứu mạng con mà còn giúp con đạt đến nội công thiên độc vượt trên cả bách độc. Đó là câu chuyện về một thiếu hiệp thần bí, quay trở lại với thực tại. Lúc này, khuôn mặt của Tiểu Long cũng nhăn nhó như khi ăn ớt, trong khi ông chú Đường Chiết Sơn cũng đắc ý quan sát cậu ta để xem thanh niên này phản ứng như thế nào. Tiêu rồi, mê mẩn với cái được gọi là thập đại độc sát mà dám gọi tiểu thư của một đại gia tộc là cỏ dại, hãy tự kiểm điểm đi quá khứ của ta ơi, nghĩ xong. Ông tướng cũng giả đò mà quay sang chắp tay chào hỏi với đường Ngân Nhi, ha ha, gia chủ thật là biết đùa quá đi mất. Rất hân hạnh được gặp cô, tiểu thư, tại hạ là Ngụy Tiểu Long, nghe nói cô từng bị bệnh rồi thấy cô khỏe mạnh thế này thật là may mắn. Ở phía đối diện, nghe được lời chào hỏi của Tiểu Long, đầu tiên là Đường Ngân Nhi có hơi kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh, cô ấy liền nhớ tới những lời nói trước đây của ông nội mình thì cũng chắp tay đáp lại rất, hân hạnh được diện kiến, ta là Hoa Độc, Đường Ngân Nhi, xin cảm tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp. Độc hoa ta cả đời sẽ không quên ân tình này, cô ấy tươi cười nói và lại một lần nữa tiểu long liền trở nên ngây ngốc trước vẻ đẹp của cô ấy đẹp thật cậu ta thầm hô một tiếng ở trong lòng cùng lúc ông chú đường chiết sơn cũng đắc ý truyền âm cho cậu ta thấy thế nào nghe được giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu mình tiểu long cũng kinh ngạc quay sang nhìn ông ấy cái gì vậy trong đầu mình đột nhiên có tiếng nói đây chính là truyền âm đường chiết sơn lên tiếng giải thích tiếp đó ông chú này cũng bắt đầu dụ dỗ tên gà công nghiệp dù chỉ là cỏ dại nhưng cũng đẹp đấy chứ bỉ ngạn hoa ngươi muốn hái thử không đường chiết sơn bình tĩnh hỏi làm cho gương mặt tiểu long cũng toát đầy mồ hôi hột thời gian nhanh chóng trôi qua cho đến buổi tối lúc này ông tướng cũng đang tắm táp bên trong một bể tắm vô cùng lớn mà ở bên cạnh cậu ta cũng là ba tên tiểu chút chít đang nằm ngủ say ôi trời chết mất thôi tiểu long rên gì nói tiếp đó cậu ấy cũng quay sang nhìn vào mấy con tiểu ngô công này bình thường chẳng suốt ngày bám víu lấy mình nước nóng không tốt cho cơ thể đâu các ngươi có muốn vào thùng nước một lát không vừa nói xong nói như thế nào liền chui vào rồi như thể nghe hiểu lời nói vậy quả là kỳ lạ có vẻ như cũng hiểu được một phần nào của lời nói theo lời gia chủ đường chiết sơn hình như nó phản ứng với sắc khí càng nghĩ tiểu long càng cảm thấy hứng thú với mấy tên nhóc này nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi sẽ khiến người ta ngượng ngùng đấy cậu ấy tươi cười nói và giống như nghe hiểu lời nói này của cậu ta cả ba tên nhóc liền vội vàng rụt đầu không nhìn vào cậu ấy nữa khiến cho tiểu long phá lên cười ha ha Mấy đứa nhóc này thật là, nói rồi, cậu ấy lại ngửa mặt lên trời mà suy nghĩ lung tung, lão cửu bại từng nói lũ ngô công, chúng là linh vật. Phải hỏi sau xem linh vật là gì mới được, nói đến đây, Tiểu Long lại nhớ tới cái vẻ mặt đắc ý của đường Chiết Sơn, bỉ ngạn hoa đẹp thật đấy, ngươi có muốn hái thử một lần không? Lời của ông chú đường Chiết Sơn cứ văng vẳng trong đầu khiến mình không tài nào bình tĩnh được, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nghĩ rồi, để tránh đạo tâm xuất hiện vết nứt. Tiểu Long cũng nhanh chóng rời khỏi bể tắm, mà tở một diễn biến khác, bốn người nhà họ Đường cũng đang họp bàn với nhau, vậy nên chúng ta sẽ sắp xếp cho thiếu hiệp phòng Đông Nhi. Đường Chiết Sơn lên tiếng thông tin thêm: phòng Đông Nhi trong văn hóa và kiến trúc truyền thống của Trung Quốc là một dạng phòng nằm ở phía đông của khu nhà chính trong kiến trúc tứ hợp viện, một kiểu nhà phổ biến. Nếu một người mà ở phòng Đông Nhi thì chứng tỏ người đó là khách quý. ở bên cạnh, giống như đã nghe được Đường Chiết Sơn giải thích về tài năng của Tiểu Long, nên Đường vô tính cũng hỏi lại một lần: thiếu hiệp trẻ tuổi mà lại có tài năng như thế ư? Đáp lại lời nói này, đường chiết sơn cũng gật đầu chắc chắn. Vâng, chúng ta tưởng mình gặp được cơ duyên. Nhưng cơ duyên đó không phải nhớ sự giúp đỡ của thiếu hiệp mà là chính bản thân thiếu hiệp. Nói rồi, nghĩ tới những thứ mình đã được chứng kiến trong đạo quán là ông chú lại cảm thán nói một câu. Hiểu biết về động vật của người này thật sự phi thường, chưa kể còn xử lý được cả tên thác vân dương đó nữa, thậm chí còn gặp được cả linh vật truyền thuyết như trầm điều. Cậu thiếu hiệp này còn tự tay ấp nở trứng của thanh ban ngô công, ở phía đối diện, Hai mẹ con đường Ngân Nhi nghe đến đây thì gương mặt cũng ngây dại vì kinh ngạc. Trong khi ông già đường vô tính cũng mỉm cười có chút tiếc nuối. ha ha ta thật không ngờ là suýt bỏ qua một báu vật như vậy đấy. Đúng là như vậy, thưa phụ thân, đường chết sơn đáp lời. Tiếp đó, ông ấy cũng đi vào vấn đề chính mà quay sang nói với cô con gái của mình. Ngân Nhi, ta muốn nhận thiếu hiệp này làm con rể, con nghĩ chuyện này như thế nào? Quay lại với đường Ngân Nhi, nghe phụ thân của mình nói như vậy, hai mắt của cô nàng cũng trợn tròn. Ý người là muốn thiếu hiệp làm con rể sao? Nếu là con rể thì, nói đến đây, bầu không khí của buổi nói chuyện đột nhiên trở nên nặng nề một chút, mà mẫu thân của cô ấy cũng quay sang nhìn con gái mình với vẻ mặt lo lắng. Tiếp đó, nhóm người cũng nhìn chằm chằm vào Đường Ngân Nhi để chờ đợi cô trả lời. Giờ mình đã vượt qua Bách Độc và tiến vào cảnh giới Thiên Độc rồi, mình muốn chứng tỏ rằng có thể giúp ích cho gia tộc nhiều hơn nữa. Nghĩ đến đây, Đường Ngân Nhi cũng lên tiếng nói, "Con cũng là người của Đường gia, con hiểu ý của cha khi nói về điều đó." thế nhưng mà việc thiếu hiệp đó có thật sự xứng đáng với con hay không con phải tự mình kiểm chứng nói rồi cô nhóc cũng khóc lóc mà chạy thẳng ra bên ngoài làm cho hai người to đầu lớn sọ này bắt đầu mặt nhăn mày nhó vì cái tính cách mạnh mẽ của cô ấy thậm chí đường chiết sơn đã bắt đầu thắp hương khấn vái lo lắng cho tiểu long luôn rồi hãy cẩn trọng vào thiếu hiệp bỉ ngạn hoa đẹp bao nhiêu thì cũng mang theo những chiếc gai sắc nhọn quay lại với đường ngân nhi vừa chạy trên hành lang cô ấy cũng vừa rưng rưng nước mắt vì không cam lòng giờ đây mình đã có thể nhắn đến thiên độc chi thể nếu dừng lại ở đây mình sẽ không thể được các bậc trưởng bối trong gia tộc công nhận mình sẽ kiểm tra kỹ càng từ tư chất cho đến phẩm hạnh của hắn cho rõ ràng quay lại với tiểu long lúc này cậu ta cũng đang ngẩn người ở một căn tròi ngắm hoa nào đó hay phải làm sao đây hình như mình đã gây ấn tượng xấu với tiểu thư của đại gia tộc rồi cha các ngươi phải tính sao đây vừa nói tiểu long vừa quay sang hỏi đám chút chít thế nhưng cũng ngay lúc này giọng nói của cô nàng đường ngân nhi đột nhiên vang lên làm cho ông tướng giật mình không biết liệu cô ấy có nghe được mấy lời vừa rồi hay không thiếu hiệp à là ngân nhi tiểu thư sao cậu ấy đáp lời ở phía đối diện mặc dù có chút mệt thở không thành hơi thế nhưng cô nàng cũng đi thẳng vào vấn đề chính luôn xin thất lễ một chút thiếu hiệp ta đang hơi vội có thể cho ta mượn tay cậu một chút được hay không nghe được yêu cầu này tiểu long mặc dù có hơi tò mò thế nhưng cậu ta cũng gật đầu đồng ý à vâng tiểu thư nói rồi chẳng hiểu tại sao ông tướng lại đột nhiên có chút xấu hổ. À cái đó, ta không biết tiểu thư đang vội việc gì, nhưng có lẽ những chuyện thế này nên để khi chúng ta thân thiết hơn thì tốt hơn phải không? Chuyện này, à thì cần phải có thủ tục mà, càng nói, giọng nói của tiểu long càng trở nên lý nhí. Mà gương mặt ông tướng cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ, trong khi ở phía đối diện, đường ngân nhi vẫn chưa hiểu được thanh niên này đang nói liên thiên cái gì. Gì cơ, ý của thiếu hiệp là sao? Nói xong, dừng lại khoảng 2 giây. Đường Ngân Nhi cũng nhận ra được vấn đề mà đỏ mặt nói, không không phải là như vậy đâu cậu đang nói cái gì vậy cô ấy xấu hổ hét lớn một tiếng làm cho thân thể của nam chính lúc này cũng mục nát mà tan theo làn gió bay đi ai bảo cũng là do tên xấu xa này suy nghĩ quá nhiều quay lại với đường ngân nhi sau khoảng vài giây thì cô ấy cũng đã bình tĩnh hơn một chút mà thở dài nói phủ không phải như huynh nghĩ đâu ta chỉ muốn kiểm tra mạch của huynh thôi có lẽ bởi vì ta đường đột bảo huynh đưa tay cho ta nên huynh đã hiểu lầm rồi ở phía đối diện Tiểu Long nghe xong thì cũng trỏ hai đầu ngón tay vào nhau mà lúng túng nói, à, thì ra là thế. Ha ha, là do tôi không biết, không để tâm tới cái thái độ này của cậu ta. Cô nàng đường Ngân Nhi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và nói tiếp. Trước hết thì ta muốn xin lỗi Huynh, ta đã xuất hiện quá đường đột và hành xử thô lỗ. Huynh trông còn rất trẻ, chưa đến tuổi thành niên nữa, nhưng có vẻ là một người biết suy nghĩ thấu đáo. Thế nên ta sẽ giải thích những chuyện đang xảy ra. À ừ, được, Nam Chính vội vàng đáp lời, cứ như vậy, sau khi nghe cô ấy giải thích Tiểu Long đã bắt đầu mường tượng được mọi chuyện. Những gì mình nghe được sau đó cứ như nội dung của một bộ phim cổ trang thường gặp vậy, với tư cách là hậu duệ trực thể nhất. Cô ấy liên tục phải hứng chịu những âm mưu gian xảo từ các gia tộc chi thứ, thế nên để đảm bảo sự tiếp nối của gia tộc, các trưởng lão đã quyết định sẽ tuyển một chàng rể giỏi giang. Họ thậm chí còn suy xét đến việc chỗ đứng của mình trong gia tộc sẽ thay đổi thế nào nếu mình đến đó, càng nghĩ. Ông thần càng cảm thấy mối quan hệ trong mấy cái đại gia tộc này vô cùng rắc rối khó gỡ lợi ích đan xen lẫn lộn với nhau, mà bên này không biết được mấy suy nghĩ này của cậu ta, thì cô nàng đường ngân nhi ở bên cạnh cũng lên tiếng đảm bảo, dù câu chuyện không được như ý muốn thì ta cũng không có ý định bạc đãi huynh đâu, huynh là ân nhân của ta mà, nên tất nhiên chúng ta sẽ đối xử với huynh như một vị khách quý. À không, như là huynh đệ kết nghĩa thì sao? Đáp lại lời nói này của cô ấy, tiểu long cũng đưa tay mình ra để cho cô ấy kiểm tra mạch và cười nói, tôi hiểu ý của cô là gì rồi, cô muốn xác nhận gì thì cứ làm thoải mái đi. Nghe vậy. Đường Ngân Nhi có hơi trầm mặc một chút trước thái độ của Tiểu Long, thế rồi sau đó, cô ấy cũng nhanh chóng đặt hai ngón tay lên trên cổ tay của ông thần và tiến hành bắt mạch. Được rồi, vậy thì ta bắt đầu đây. Nói xong, cô ấy cũng bắt đầu vận dụng nội công để thăm dò tình trạng cơ thể của Tiểu Long. Mà trong khi làm, cô nàng cũng lên tiếng giải thích cho cậu ta luôn, võ công của đường ra không phải là thứ mà ai cũng có thể lĩnh ngộ được. Một số người có thể tiếp nhận độc dược vào cơ thể và nắm được các tuyệt kỹ của đường ra, trong khi những người khác thì lại hoàn toàn không thể làm được thế nên độc kỹ của đường ra yêu cầu một người phải từ từ thích nghi với các loại độc dược khiến nội lực của người đó dần tăng lên các cảnh giới có thể chia từ thấp đến cao là ngũ độc thấp độc bách độc thiên độc và vạn độc phải chấp nhận được tất cả thì mới có thể đạt đến cảnh giới tinh thông nói xong đường ngân nhi cũng thu hồi lại nội công của mình và đưa ra kết quả may là cơ thể của huynh có thể học được độc kỹ nhưng mà nó chỉ là thập độc chi thể mà thôi điều này có nghĩa là cơ thể huynh chỉ có thể chịu được 10 loại độc dược đối với một người không có xuất thân từ đường ra thì có được thập độc chi thể đã rất là lợi hại rồi nhưng thật ra nếu xét về thực lực tổng thể thì chỉ có thể xem huynh như một võ giả nhất đẳng mà thôi đó là cấp độ cao nhất mà một người không có tài năng bẩm sinh gì có thể đạt được nói đến đây giọng nói của cô nàng cũng có chút tiếc nuối thật thứ lỗi vậy thì ta đi đây được bảo trọng nhé tiểu long chắp tay đáp lại mà nhìn theo bóng lưng của cô vợ sắp cưới rời đi tiểu long cũng ngẩn ngơ bồn chồn suy nghĩ ở trong lòng mình có thập độc chi thể sao Vậy nghĩa là mình không thể bắt được trầm điều à, đối với Tiểu Long thì đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, kế hoạch thu phục thập đại độc sát của cậu ta có thể đã chết từ trong trứng nước, khiến cho khuôn mặt của ông tướng cũng dại ra luôn. Lại nói về cô vợ nhỏ đường Ngân Nhi, sau khi tắm xong, cô ấy lại nhìn vào cơ thể mình mà nhíu mày nói, phủ, kể từ khi mình hấp thụ nội đan của thanh ban ngô công xong, cơ thể mình cứ tỏa ra mùi hương kỳ lạ này mãi, thậm chí mình còn tắm vài lần mỗi ngày nữa chứ có phải là do mình đã nói chuyện một cách vô ơn với ân nhân của mình nên mới bị trừng phạt không cô nàng tự hỏi với lòng mình trong khi đó ân nhân của cô ấy cũng đang nằm ngủ say như lợn chết mà chẳng biết có phải suy nghĩ tới chuyện này nhiều quá hay không mà thậm chí đến lúc nằm mơ tiểu long cũng mơ tới đường ngân nhi lúc này trước mắt cậu ta chính là hình ảnh của cô vợ nhỏ đang quỳ gối khóc lóc trước mặt cậu ấy hu hu ta rất biết ơn lòng tốt vô tận của cậu cảm tạ cảm tạ cậu ân nhân của ta nhìn vào cảnh tượng ở trước mắt cái đầu của tiểu long cũng đã mọc ra cả đống dấu hỏi chấm tiểu thư ngân nhi đây là mình đang nằm mơ sao ở phía đối diện giống như nhìn thấy được vẻ thắc mắc của cậu ta thì đường ngân nhi cũng lên tiếng giải thích kỹ hơn không đâu có lẽ cậu sẽ cảm thấy đầy giống như là một giấc mơ vậy nhưng không phải vậy đâu ta chỉ mượn dáng vẻ của nữ hài này cũng chính là người đã nuốt lấy nội đan của ta để tránh khiến cậu hoảng sợ ta chính là mẫu thân của những đứa trẻ đó thanh ban ngô công hả thanh ban ngô công sao nam chính ngây ngô nói một tiếng cùng lúc đột nhiên ở dưới chân tiểu long cũng có vài đứa trẻ khiến cho tiểu long có hơi giật mình ồ mấy đứa làm ta sợ đấy mấy đứa ở đây từ khi nào vậy nói rồi cậu ấy cũng nhìn kỹ vào mấy đứa nhóc này mà tự hỏi vậy ra mấy đứa nhỏ này là con của cô ta sao bọn chúng đều là con gái à nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng tiểu long liền có chút thắc mắc mà quay sang hỏi nhưng mà làm sao mà mọi người lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi ở phía đối diện nghe được câu hỏi ánh mắt của đường ngân nhi cũng lóe lên một chút tức giận ta đã bị giết hại dã man để lại những hài tử của mình mối thù này của ta đã thấu trời xanh và linh hồn của ta đã lưu lại trong nội đàn trong khi ta buông lời nguyền rủa khi phải ở trong cơ thể của nữ hài đã hấp thụ nội đàn của ta cơ hội để ta giải mối hận này đã đến giúp ta xuất hiện trong giấc mơ của cậu đều là nhờ cậu đã dẫn theo các hai từ của ta đấy ân nhân của ta tôi hiểu rồi tiểu long đáp lời mà lúc này cậu ấy cũng có một chút dây dứt ở trong lòng rốt cuộc thì mình cũng là người đã tiết lộ vị trí của cô ta cho người khác biết mà mình không hề cố ý nhưng dù sao thì mình cũng có liên quan đến cái chết của thanh ban ngô công không biết được những điều này giết mẹ cũng nói ra mong muốn của mình thưa ân nhân nếu không phiền thì cậu có thể thực hiện một nguyện vọng của tôi không tất nhiên rồi tôi sẽ đáp ứng bất cứ nguyện vọng nào của cô nam chính nói với giọng nói đầy chắc chắn vậy cậu có thể chăm sóc cho hài tử của ta cho đến khi chúng trưởng thành không cô ấy nói tiếp mà lời nói này cũng làm cho tiểu long có chút kinh ngạc hả không phải cóc à không Zết đã có thể sống độc lập sau khi lột xác hai lần từ cơ thể mẹ sao? Nghe được lời này, Zết mẹ cũng hơi khẽ lắc đầu mà giải thích, đối với những sinh vật thấp kém hơn thì có lẽ là vậy, nhưng chúng ta thì khác, trước khi hài tử của tộc ta lột xác hai lần thì bọn chúng rất phụ thuộc vào dòng khí đến từ nội đan của mẫu thân chúng, sau đó chúng sẽ tiếp tục phát triển bằng cách hấp thụ chân khí của những sinh linh khác. Quay lại với Tiểu Long, nghe tới đây, cậu ta cũng nhận ra vấn đề mà hỏi ngược lại. Khoan đã, tiểu thư Ngân Nhi đã hấp thụ nội đau rồi, vậy chẳng lẽ chúng sẽ phải ở gần cô ấy sao cậu cần phải hiểu được tình hình của chúng ta thưa ân nhân lúc nãy ta đã nói là nguyền rủa nữ hài này có phải không bởi vì nội đan của ta nên cơ thể nữ hài đó đang tỏa ra một mùi hương hôi thối ta sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào lại gần nữ hài này và khiến cho cô ta không thể có con được càng nói gương mặt của giết mẫu càng đen lại vì bực bội khiến cho tiểu long thầm thương cho đường ngân nhi không ngờ là màn trả thù của giết mẫu lại đến nhanh như vậy quay lại với giết mẫu sau khi bình tĩnh lại một chút thì cô ấy cũng giải thích tiếp. Nếu muốn hóa giải lời nguyền này thì hãy để hài tử của ta hấp thụ khí từ nội đan, và cậu cũng có thể nhân cơ hội này để giành lấy trái tim của cô ta đấy, quay về phía của Tiểu Long. Sau khi nghe xong, cậu ta bắt đầu vuốt cằm trầm tư một chút, thế rồi, giống như nghĩ tới điều gì cậu ấy liền nở ra một nụ cười mà từ chối. Tôi thấy như vậy không hay lắm đâu, tôi không muốn lợi dụng tình thế khó khăn của Tiểu Thư Ngân Nhi, nghe được lời này của cậu ta. Giết mẫu cũng không tức giận, thậm chí càng thêm không phục nam chính, cậu thật đúng là một người đáng kính phục. Thưa ân nhân, như nếu vậy thì cậu định vượt qua thử thách này như thế nào đây? Có vẻ như nữ hài đó đang đi tìm một nam nhân có thực lực mạnh mẽ, còn ta thì không thể nào lấy nội đan của thập đại độc sát cho cậu được. Nội đan của ta đã bị hấp thu vào cơ thể của nữ hài đó rồi. Hả? Thập đại độc sát sao? Tiểu Long kinh ngạc nói một câu ở trong lòng. Thế rồi. Giống như nghĩ ra được ý tưởng nào đó, thì cậu ấy liền nói, tôi có ý này, cô có thể tin tưởng tôi không? Ý cậu là gì? Giết mẫu hỏi lại thế nhưng tiểu long cũng không giải thích cụ thể gì nhiều mà chỉ vừa xoa đầu cô nhóc áo vàng ở bên cạnh vừa lên tiếng khẳng định cứ giao chuyện này cho tôi đi tôi nghĩ là sẽ thành công thôi thời gian nhanh chóng trôi qua ngày hôm sau ông tướng con đã đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho cô nàng đường ngân nhi này giúp cho cô ấy vỡ lẽ ra cái mùi hương của mình là phát ra từ đâu ra là như vậy sao thì ra mùi hương phát ra từ cơ thể của tôi là vì nội đan của thanh ban ngô công sao đường ngân nhi lẩm bẩm một tiếng mà Tiểu Long cũng nói luôn cho cô ấy biết biện pháp để xử lý. Đúng thế, và nếu cứ vài ngày cô lại để lũ rết này ở gần mình và để chúng hấp thụ khí từ nội đan, thì mùi hương sẽ tự động biến mất thôi. Tiểu Long tươi cười nói, trong khi đó, Đường Ngân Nhi thấy Tiểu Long không ngần ngại mà đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho mình. Thì trong lòng cũng có chút ái náy, ta cảm thấy có hơi ngại khi phải hỏi câu này, nhưng Huynh nói cho ta biết chuyện này mà không yêu cầu được đền đáp gì thì liệu có sao không? Huynh có thể yêu cầu ta chuyển gì đó để bồi thường mà. À, thì tôi không thể nhẫn tâm lợi dụng tình thế khó khăn của một nữ nhân được. Tôi không muốn trở thành một người không biết xấu hổ như vậy, Tiểu Long tươi giải thích, mà câu trả lời của cậu ta cũng khiến cho cô nàng đường ngân nhi ngây ngốc mất vài giây. Thế rồi sau đó, sau khi đã suy nghĩ một chút, thì cô nàng cũng quyết tâm nói, được rồi, nếu vậy thì ta không thể cứ tiếp tục đón nhận lòng tốt của Huynh mà không hồi báo gì. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc lời của phụ thân ta, Tiểu Long Huynh nhìn thấy Huynh như thế này khiến ta nhận ra rằng có những thứ còn quan trọng hơn cả tài năng hay là võ công nữa. Quay lại với Tiểu Long bên này, chẳng hiểu sao, sau khi nghe cô nàng bắt đầu bật tín hiệu đèn xanh là ông tướng là trở nên ngượng ngùng mà nói: "À, nói thì nói vậy chứ thực ra tôi cũng đã suy nghĩ một chút về chuyện này rồi." "Hả? À, suy nghĩ gì cơ?" Đường Ngân Nhi ngây ngô hỏi lại, nghe vậy, Tiểu Long cũng bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Cô nói là tôi có thập độc chi thể và chỉ có thể hấp thụ 10 loại độc dược có phải không? Thế nên tôi có ý này, nếu tôi chỉ có thể tiếp nhận 10 loại độc dược, vậy thì tôi có thể hấp thụ 10 loại độc dược của Thập Đại Độc Sát ở Trung Nguyên không? ở bên này, Đường Ngân Nhi nghe Tiểu Long nói như vậy thì hai mắt cũng trợn tròn, không tin được vào tai mình. Dùng 10 loại độc của thập đại độc sát sao, thì sao huynh ấy muốn trở thành người mạnh nhất thiên hạ này, vì mình ư? Sao có thể? Càng nghĩ, gương mặt của Đường Ngân Nhi càng đỏ hơn vì suy diễn lung tung. Đối với Đường Ngân Nhi, một trong bà đóa hoa của Võ Lâm, đây là lần đầu tiên một nam nhân đưa ra lời thổ lộ táo bạo đến vậy với cô ấy, chỉ tiếc rằng cô nương này nghĩ hơi nhiều rồi. Thế rồi, biết được tên ngốc này hay ảo tưởng suy diễn lung tung thì cô nàng đường Ngân Nhi cũng phải hỏi lại cho chắc ăn chuyện này. Thiếu Hiệp có biết mình đang nói gì không? Vừa nói, cô ấy vừa quay sang nhìn thẳng vào nam chính và đáp lại lời nói này của cô ta thì Tiểu Long cũng gãi đầu mà nở ra một nụ cười tươi giói. Ta không biết, nghe cậu ấy nói ra lời này, cô vợ nhỏ cũng chán chẳng buồn hỏi thêm nữa. Con đường ấy quả thật là sẽ vô cùng gian nan và khó khăn. Có thể sẽ mất 10 năm, 20 năm, hoặc thậm chí là cả một đời người để theo đuổi. Chuyện, chuyện nghiêm trọng đến như vậy sao? Tiểu Long thầm nói một tiếng ở trong lòng, mà không biết được những suy nghĩ này của cậu ta. Đường Ngân Nhi bên này càng nói thì gương mặt càng đỏ lên như gấp chín. Thậm chí trên đầu cô nàng đã bắt đầu bốc ra một làn khói nhẹ. Được rồi, Thiếu Hiệp Tiểu Long, nghe nói tuổi của Thiếu Hiệp mới chỉ 15 thôi. Còn 3 năm nữa đến khi Thiếu Hiệp trưởng thành và đủ tuổi cử hành hôn lễ. Trong 3 năm đó, nếu Thiếu Hiệp thành công chế ngự được một trong thập đại độc vật, có lẽ sẽ tạo được lòng tin tuyệt đối ở mọi người. Vậy nên nếu Thiếu Hiệp thành công, khả năng đạt được mục tiêu là rất cao chuyện hôn lễ ý của ta là càng nói đường ngân nhi càng trở nên bấn loạn không biết nên nói tiếp như thế nào dù sao thì ta sẽ hết lòng ủng hộ thiếu hiệp được rồi ta đi đây nói xong cô nàng liền lập tức bỏ chạy vì xấu hổ làm cho nhân vật chính của chúng ta ở phía sau cũng chẳng hiểu chuyện gì cả này ngân như tiểu thư cậu ấy lên tiếng gọi a à, chẳng lẽ thiếu hiểu vẫn còn điều gì chưa nói hết sao đường ngân nhi lúng túng nói thì chuyện là về việc cần phải trị liệu thôi dù chỉ là nán lại một canh giờ tiểu thư hãy cố gắng ở lại rồi hãy đi vừa nói cậu ta vừa vỗ vào chỗ ngồi ở bên cạnh mình làm cho cô nàng này cũng xấu hổ mà ngượng ngùng quay lại chỗ ngồi và giống như không đọc ra được trạng thái này của cô vợ nhỏ thì tiểu long cũng nói tiếp đừng lo lắng các bé nhà ta tuyệt đối sẽ không cắn người đâu nào các bé yêu không nghe lời cha lại muốn đi nói chuyện với mẹ sao ông thần vô tư nói một câu và chính lời nói dễ gây hiệu năm nay của cậu ấy cũng làm cho đường ngân nhi giật bắn mình cha mẹ ư cô ấy bần thần nói không không phải thế ý của ta không phải là như vậy đâu tiểu long vội vàng giải thích lại chuyển cảnh tới chỗ của ông chú đường chiết sơn lúc này ba người bọn họ cũng đang nói về chuyện của tiểu long xem ra sự tài ba của thiếu hiệp vẫn chưa thể nào làm rung động con gái của chúng ta đường chiết sơn lắc đầu mà bên này đường lão gia cũng nói ra phát hiện của mình sáng nay con có thấy không hình như giữa hai người bọn họ có điều gì đó mờ ám thì phải đáp lại lời nói này đường phu nhân cũng nói ra suy nghĩ của mình xem ra thiếu hiệp đã bị ngân nhi từ chối rồi thưa phụ thân. Nghe vậy, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng mà đường vô tính cũng đành phải chấp nhận. Được rồi, y khụ khụ. Việc ép buộc hôn lễ e là không hợp lý. Để tình cảm của hai người tự nhiên mà đâm chồi thì tốt hơn. Quay lại với đường mẫu, lúc này, bà ấy cũng quay sang nhìn tướng công của mình mà hỏi. Sao không giao việc hướng dẫn võ công của thiếu hiệp cho Ngân Nhi, gặp nhau thường xuyên biết đâu lại sinh tình cảm. Nghe được lời này, ông chú cũng vỗ đùi đen đét mà nói, quả thật là một ý tưởng không tệ vậy thì ta sẽ nhờ tiên sinh tìm hiểu xem liệu có thể ban ân huệ từ tẩy mau tiên dung hay không nếu có cơ hội có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ đường vô tính nói thêm thế nhưng đường chiết sơn lại cảm thấy ý tưởng này không khả thi cho lắm nhưng chuyện ấy ngân nhi vốn chẳng mấy thiết thà phụ thân e rằng kỳ vọng quá nhiều cũng không nên ông chú lên tiếng khuyên bảo lần cứ thử xem sao đường lão ra phàn nàn một tiếng khi thấy rằng con trai của mình cứ bàn tính lùi mà không bàn tiến thôi thì đành vậy đường chiết sơn thở dài một hơi cùng lúc ở phía bên ngoài cô nàng đường ngân nhi cũng lên tiếng nói thưa phụ thân tiểu nữ ngân nhi xin được bái kiến nghe được giọng nói của cô con gái cả ba người bên trong căn phòng cũng có hơi thắc mắc ngân nhi cớ sao con bé lại tới đây vào giờ này nói rồi ông chú cũng gật đầu vào đi nghe vậy đường ngân nhi cũng nhanh chóng mở cửa tiến vào bên trong và rồi khi thấy cả ba người bọn họ đều có mặt ở đây thì cô nàng cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt của mình mọi người hóa ra đều đang ở đây cùng nhau sao nghe vậy cả ba người đều có chút thắc mắc ở trên gương mặt và không đợi cho bọn họ phải nghĩ nhiều thì đường ngân nhi cũng nói ra mục đích con đến đây vì có điều muốn thừa chuyện con con sẽ làm theo lời phụ thân đã dặn nói ra được lời này cô nàng cũng ngượng chín mặt trong khi đường chiết sơn cũng một mặt kinh ngạc mà quay lại hỏi lời lời ta đã nói ư ý con là gì vậy chuyện chuyển đó là đường ngân nhi ấp úng nói không nên lời còn đường mẫu cũng đoán ra được điều gì mà hào hứng quay sang hỏi có phải là thiếu hiệp tiểu long đã lọt vào mắt xanh của con không nghe được lời này đường ngân nhi chỉ im lặng đỏ mặt không nói điều gì cả thế nhưng nó cũng quá đủ để cho mọi người xác nhận ôi trời đường mẫu vui vẻ nói trong khi ông chú cũng không thiếu điều kinh ngạc à. ồ sao lại đột ngột thế này rõ ràng trước đây con nói là không ưng cơ mà đáp lại câu hỏi cô nhóc cũng ngượng ngùng trỏ hai ngón tay vào nhau mà trả lời thiếu hiệp tiểu long vì con thiếu hiệp đã hứa sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cậu ấy đã lập lời thề như vậy đấy lại nói về đường chiết sơn Nghe xong hai mắt của ông ấy cũng đã trợn tròn. Cái gì? Thiên hạ đệ nhất ư? Chuyện đó, con nói rõ hơn một chút có được không? Ý con là dẫu cho thiên phú bẩm sinh chỉ thuộc hạng thập độc chi thể, nhưng vì con mà thiếu hiệp đã thề sẽ chế ngự cả 10 loại độc để trở thành thập đại độc sát. Thiếu hiệp đã hứa với con, càng nói, giọng nói của cô nhóc càng trở nên lý nhí hơn, mà bên này, hai người lớn tuổi đã phá lên cười. Ha ha, gì cơ, thập đại độc sát, tên tiểu tử ấy đúng là ngông cuồng không biết trời cao đất dày mà, đường lão ra sảng khoái trời ạ à, thế gian này có người như vậy sao đường mẫu hô lên một tiếng khiến cho cái đầu nhỏ của cô con gái đã đỏ ửng cả lên thế rồi sau khi bình tĩnh hơn một chút thì đường ngân nhi cũng nói tiếp con tuy đã đồng ý ở trong lòng nhưng trước khi thiếu hiệp tiểu long trưởng thành nếu chế ngự được một trong thập đại độc vật thì hôn lễ sẽ được chấp thuận mọi người có hiểu rõ ý của con không ở phía trước ông chú đường chiết sơn đã bắt đầu gật gù đồng ý ha ha chỉ vài ba con thôi mà chưa làm được sao nếu là con gái của ta thì phải làm đến mức đó Ừm, nhưng đám nam nhân lại chẳng nhẽ bé lắm nhỉ?" Đường phu nhân cười nhạt. "Ừ, vậy con có cần nói rõ lại lần nữa không ạ?" À? Đường Ngân Nhi ấp úng nói, "Không cần đâu, thiếu hiệp chưa nhận ra rằng chuyện ấy đã được chấp nhận rồi sao? Chẳng lẽ lại không cố gắng thêm một chút vì con?" Đường Mẫu vừa nói vừa khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của Đường Ngân Nhi, mà bên này, Đường Vô Tính cũng đề nghị, "Vậy trước hết hãy đối xử với cậu ta như con rể đã, xem ra chúng ta phải làm như không hay biết chuyện này, nếu cố gắng như vậy, chẳng mấy chốc cậu ta sẽ trở thành một phần trong gia môn của chúng ta lại nói về tiểu long đúng hơn là trong giấc mơ của cậu ta lúc này cậu ấy cũng đang gặp lại giết mẫu thật là đang khâm phục ân công chẳng phải ngài đã hoàn toàn chiếm được trái tim của nàng ta rồi sao giết mẫu vui vẻ nói khi mà cô ấy không ngờ được rằng cái tiến độ chinh phục lại nhanh đến mức này đến ngay cả tiểu long còn cảm thấy khó tin cơ mà ha <laughs> ha ừ thì đó là gan dạ và nghị lực thôi cậu ta cười lên một tiếng tiếp đó sắc mặt của giết mẫu cũng trở nên trầm lặng một chút và nói: ân công, có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng oán hận đã được hóa giải nên hồn phách của ta sẽ sớm siêu thoát thôi. Ta có thể giúp gì được cho ngài không? Nếu có thể, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cho ngài. ở phía đối diện, nam chính nghe xong thì cũng có chút lúng túng đề nghị: à ừ, vậy thì nếu không phiền, có thể cho ta ngắm nhìn cơ thể một chút được không? lời nói vừa mới ra khỏi miệng, giết mẫu đã giật bắn mình. cho dù có là giết đi chăng nữa thì cô ấy cũng có chút ngại ngùng quả nhiên ân công cũng là một nam tử hán đích thực có vẻ anh công là người yếu lòng trước sắc đẹp cô nàng nói thầm một tiếng ở trong lòng và từ từ kéo áo của mình xuống để lộ ra một phần bả vai trắng hồng thế nhưng cũng ngay lúc này đột nhiên tiểu long lại ngơ ngác hỏi khoan đã thật sự phải cởi ra sao ừm um. vậy thì ta không cởi nữa nhé nếu điều đó khiến ngài cảm thấy thoải mái hơn giết mẫu đáp lại à không không phải ý ý ta không phải là như thế ta chỉ muốn nhìn thấy hình dạng của thanh ban ngô công mà thôi ông thần vội vàng giải thích kỹ càng hơn làm cho tuyến cảm xúc của giết mẫu dường như cũng bị chậm mất một nhịp à nếu là chuyện đó thì nếu như thế này liệu có được không ăn công nói rồi đột nhiên cơ thể của cô ấy liền nổ ra một làn khói và đợi cho làn khói tan đi thì một con rết khổng lồ đã xuất hiện trước mặt tiểu long khiến cho cậu ta hưng phấn đến mức đỏ bừng cả mặt ồ ồ thật sự rồi thật sự to lớn quá nào có thể cho ta chạm thử một chút có được không nói xong chẳng cần đợi giết mẫu đồng ý là cậu ta đã đưa tay vuốt ve vào cái chân sắc bén này, ta có thể giữ lại một chút chứ, ôi lớn, thế này sao, khớp nối lại có thể chống đỡ được nhỉ, đúng là khi bước đi, chân trước qua rồi thì chỗ đó sáng rực cả lên phải không, ồ, ta có thể chạm thử vào chân được không, độc của nó mạnh đến mức nào, còn mắt thì sao, cô nhìn bằng mắt à hay vẫn dùng dâu để cảm giác, hả, à, đương nhiên rồi, á, à, giết mẫu ngẩn ngơ đáp, Vậy thì cho ta chạm vào chiếc nanh độc một lần thôi, Tiểu Long hét lên khoan đã chuyện đó có vẻ hơi nguy hiểm đấy giết mẫu vội vàng khuyên bảo thế nhưng người chơi hệ côn trùng vẫn quyết tâm liều mình vì sở thích cô đã nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà này ân công ngài đang nói cái gì vậy chứ giết mẫu lúng túng nói đồng thời lúc này cô ấy cũng tự hỏi bản thân mình liệu các con gái của cô ấy thật sự sẽ ổn khi ở với cái tên lạ đời này chứ bàn tay của hắn chạm tới vì mọi chuyện thật là bất thường ôi trời lớp vỏ kitty này lấp lánh biết bao cậu ta vừa nói vừa đưa mặt ra cọ sát với cái chân khổng lồ